chương 71. Cũng chưa muộn lắm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com PS: Cầu Dona cứu trợ CVT sống qua mùa dịch, lại là một 20 phút qua đi, đêm đã triệt để hạ xuống, một bữa cơm cũng triệt để có một kết thúc. Vốn là nghĩ mời tiểu triệu kế tiếp theo tiêu sái lâm đại thiếu, bởi vì có đinh sơ nhiên xuất hiện tự nhiên không có kia suy nghĩ, mà bởi vì tiểu triệu cùng đinh sơ nhiên ở giữa phát sinh một điểm để người lúng túng sự tình, cho nên đối với lâm thành đưa ra đi ca hát cái gì đề nghị cũng bị đinh sơ nhiên cự tuyệt đi theo một đám người liền tán triệu hiên đầu tiên là tại lâm thành cổ quái lặng lẽ cười dưới kiên trì cùng đinh sơ nhiên cùng một chỗ đón xe đem tiểu cô nương đưa về nhà mới chạy về khách sạn bất quá vừa tới khách sạn triệu hiên trên thân liền vang lên một trận chuông điện thoại di động điện thoại kết nối về sau đối diện cũng lập tức vang lên vương bội trong vui mừng đều mang một tia khóc ý hương phấn lời nói triệu hiên ngươi ở đâu là mang theo nghẹn ngào tiếng vui mừng, cơ hồ là đồng thời, vốn còn đang xoắn suýt lấy cùng đinh sơ nhiên ở giữa điểm kia xấu hổ sự tình triệu hiên trên mặt cũng lập tức vui mừng, chuyện gì có thể để cho vương bội như thế kinh hỉ, ngạc nhiên sắp khóc rồi. Chỉ sợ là vương huệ thân thể có cải thiện đi, trừ cái đó ra hắn cũng thực tế nghĩ không ra nguyên nhân khác có thể để cho tiểu cô nương hưng phấn như vậy. Vương Huệ đã ăn vào khứ ý đang nửa ngày nhiều, hiện tại đã là 8-9 giờ tối, có mã viện trưởng tham gia, đoán chừng bệnh viện cũng sẽ thay vương huệ làm lần nữa kiểm tra cùng các loại nếu như khứ ý đang có hiệu quả đoán chừng hiện tại cũng có thể kiểm tra ra một chút mánh khóe làm sao rồi mặc dù đoán được cái gì bất quá triệu hiên hay là giả vờ như không biết rõ tình hình dáng vẻ hỏi lại mẹ ta mẹ ta gặp được kỳ tích thật là kỳ tích tiểu hồ sĩ lại lần nữa kích động nói năng lộn xộn người có biết hay không giữa trưa mã viện trưởng sau khi trở về lại để cho khối u khoa giúp ta mẹ một lần nữa làm kiểm tra kết quả phát hiện mẹ ta thể nội tế bào ung thư vậy mà biến ít thiếu thật nhiều a à, thiếu năm thành trở lên ngươi không biết đây là ý gì ta có thể giải thích cho ngươi nghe ung thư sở dĩ khủng bố cũng là bởi vì tế bào ung thư tại tạng khí khí quan bên trên điên cuồng tăng trưởng cuối cùng để khí quan triệt để hoại tử nhũ tuyến ung thư so thực quản ung thư ung thư não dễ dàng trị liệu là bởi vì người thiếu thực quản sống không nổi, thiếu đại não cũng không được, nhưng thiếu cái kia. Kỳ thật còn có thể tiếp tục sống. Mẹ ta trước đó ung thư, bên trái đã triệt để hỏng chết rồi, mà lại đã bắt đầu chuyển di, phổi chuyển di, bạch huyết chuyển di, lá gan chuyển di, xương chuyển di. Nói cách khác một khi những này tế bào ung thư kế tiếp theo điên cuồng tăng trưởng xuống dưới, không được bao lâu mẹ ta thể nội phổi, lá gan các loại hàng khí quan liền sẽ triệt để hoại tử. Mà hồi trước trong cơ thể nàng từng cái khí quan đã bị phá hư rất lợi hại, đã hoại tử ba bốn thành, ai nghĩ đến bây giờ đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, không chỉ là lá gan phổi cùng ung thư chuyển di bộ phân chuyển biến tốt đẹp gấp đôi trở lên, chính là kia bên trong cũng không còn là triệt để hoại tử. Đây là kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích, y học bên trên căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, phải biết ung thư chuyển di sau này sẽ là khó giải, căn bản không có khả năng cho dù tốt chuyển đây là buổi chiều bọn hắn làm ct cùng từ cộng hưởng kết quả so với trước kia kiểm tra cho ra kết luận ngay từ đầu bất bệnh viện một ban chuyên gia đều không thể tin được còn tưởng rằng máy móc ra trục trặc lại liên tiếp thay ta mẹ nhiều kiểm tra mấy lần mới hoàn toàn xác nhận ngươi không biết hiện tại bọn hắn đều điên nữa nha thật nhiều người đều đang thán phục đây là kỳ tích đâu chẳng lẽ lão thiên rốt cục mở mắt rồi ô ô điện thoại đối diện tiểu mùi tử không biết là đang khóc hay là đang cười, một câu tiếp một câu, ngược lại là nghe triệu hiên một tim mê mang. Cái gì CT, từ cộng hưởng loại hình những này kiến thức chuyên nghiệp hắn thật không hiểu, bất quá cái này cũng không trở ngại triệu hiên vui vẻ, hắn không cần phải hiểu những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ, hắn chỉ cần biết khứ ý đang thật suy yếu ung thư liền có thể. Tế bào ung thư giảm bớt nhưng không phải liền là một loại khác suy yếu A, bên trong yêu độc, độc chứng cùng cùng độc tố tinh võ giả có thể thông qua khứ ý đang để thể nội độc tố giảm bớt, đặt ở tế bào ung thư cái này bên trong nguyên lai like cũng thật có hiệu. Tin tức tốt, tin tức này cũng làm cho sau đó lại uống không ít, đã lần nữa có chút choáng triệu hiên đầu não chấn động, rất là thanh tĩnh. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, đã ngươi mẹ nó thân thể chuyển biến tốt đẹp nhiều như vậy, nói không chừng về sau cũng thật có thể khỏi hẳn đâu, cho nên ngươi cũng đừng mệt mỏi như vậy thanh tĩnh sau triệu hiên mới cũng mang theo ngạc nhiên ngữ khí mở miệng bất quá nói như thế nào đây nói lời này sau tiểu triệu cảm thấy đột nhiên có loại ê ẩm cảm giác nhiều khi rất nhiều người đều là tại sắp mất đi thời điểm mới đột nhiên hiểu được trân quý vương bội chính là như vậy trước kia tiểu cô nương cũng đã nói nàng mặc dù cùng mẫu thân quan hệ thân cận nhưng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy lão mụ rất phiền rất lãi nhãi ở bên ngoài đi học cùng thực tập về sau cũng không thường thường về nhà nhưng từ khi lần này Vương Huệ nằm viện đến nay tiểu cô nương mới đột nhiên biết trân quý, từ đầu tới đuôi, tại Vương Huệ không có ở tiếng vào săn sóc đặc biệt. Phòng bệnh lúc nàng vẫn luôn là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở một bên chiếu cố, khốn liền ghé vào giường bệnh bên cạnh ngủ một hồi, tỉnh kế tiếp theo. Thậm chí đến Vương Huệ ở tiếng vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, có săn sóc đặc biệt đi chiếu cố, Vương Bội vẫn như cũ là mỗi ngày lớn đem thời gian đều hầu ở bên người mẫu thân, tự hồ sợ không cẩn thận liền mất đi cái này chí thân đồng dạng, từ xưa tới nay nàng cũng đích thật là không thế nào nghỉ ngơi qua, tiểu thân thể tiêu tụy để Triệu Hiên nhìn đều đau lòng. Triệu Hiên cũng không chỉ là đau lòng, bởi vì việc này hắn cũng đột nhiên liền có chút nhớ nhà, nghĩ về thăm nhà một chút phụ thân của mình. Xuất cảnh sinh tình. Có lẽ là đi. Mấy ngày nay nhìn thấy vương bội ở trước mặt mẫu thân thái độ, còn có trước mắt vui đến phát khóc, kích động lời nói đều có chút nói năng lộn xộn tình huống đích thật là để triệu hiên thụ nhất định kích thích triệu hiên cùng vương bội tình huống không sai biệt lắm đều là gia đình độc thân lớn lên khác biệt duy nhất chính là mẫu thân hắn là tại hắn khi còn bé chết bệnh mà không phải giống vương bội dạng này phụ mẫu ly dị đối tại phụ thân của mình triệu hiên dưới đáy lòng giống nhau là rất để ý nhưng bình thường lại cũng rất ít về đi xem một chút điện thoại đều thường thường là phụ thân đánh tới vạn nhất phụ thân đánh nhiều điện thoại hắn đồng dạng sẽ cảm thấy bên kia có chút phiền, có chút. Lãi nhãi. Thật xuất cảnh sinh tình nghĩ đến phụ thân, Triệu Hiên mới đột nhiên cảm thấy mình có chút bất hiếu. Hắn hiện tại thế nhưng là có tiền, kiếm nhiều tiền, vậy mà không nghĩ tới qua về đi xem một chút, để phụ thân vượt qua cuộc sống thoải mái. Tuy nói từ kiếm tiền đến bây giờ thời gian trôi qua cũng không nhiều, trương cửu quân lần thứ nhất cho hắn đưa đi 340 ngàn, cũng chỉ là ba ngày trước sự tình đi theo liền biết vương bội cái này bên trong cần tiền cấp bách, quá nhiều chuyện xen lẫn cùng một chỗ, hắn cũng rất ít có rảnh rỗi thời điểm, nhưng hắn lại vẫn luôn không nghĩ tới phương diện kia, liền thật sự có chút bất hiếu. Phải biết hắn rõ ràng phụ thân của mình ở nhà qua thời gian cũng không tính rất tốt, thậm chí là rất vất vả, không so hắn cái này chuyển phát nhanh viên nhẹ nhõm cái gì, phụ thân là sinh trưởng ở địa phương dân quê, ngày mùa chính là ở nhà bên trong trồng trọt, thu hoạch, nông nhàn lúc thì đi theo làng bên trong một cái làm trang trí người tại huyện thành phụ cận đánh làm việc vặt, cũng là bận biểu rối tinh rối mù. Nhưng phải biết phụ thân đã là hơn 40 tuổi người, không phải hắn loại này chừng 20 người trẻ tuổi. Càng nghĩ, Triệu Hiên cảm thấy lại đột nhiên sinh ra một loại xấu hổ chi tình, tại thuyết phục vương bội một câu sau còn không cùng tiểu cô nương mở miệng, Triệu Hiên đột nhiên liền đưa tay tại trên mặt mình quất một cái tác. À, làm sao rồi? Đột nhiên một bàn tay, cái tác rất vang dội, điện thoại đối diện vương bội cũng nghe đến, lập tức hồ nghi mở miệng. Không có việc gì, vừa rồi có con mũi, ngươi nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, khả năng ngày mai ta cũng muốn về nhà một chuyến, đến trở lại nhìn ngươi. Triệu Hiên lại tại rút mình một bàn tay sau cười, cười rất bình tĩnh, rút ra một điếu thuốc đốt lên tới. Mấy ngày nay một mực tại tỉnh thành, hắn ngược lại là cơ hồ không cùng tiểu mùi tử một mình qua, mặc dù biết mình dưới mắt cùng vương bội quan hệ càng ngày càng gần coi như dành thời gian đem tiểu mụi tử kêu đi ra vuốt ve an ủi một chút bên kia đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt nhất là mình tại đối phương thời điểm mấu chốt nhất đưa đi kia một bút tiền thuốc men đoán chừng càng làm cho tiểu mụi tử cảm động lợi hại bất quá triệu hiên nhưng không có làm như vậy qua ở bên kia một lòng nhào vào mẫu thân khỏe mạnh bên trên lúc hắn coi như ngẫu nhiên kìm nén đến hoảng cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy ngươi muốn về nhà vương bội lần nữa ngẩn ngơ ân ừ, ta quê quán mặc dù cũng là thiện thành thành phố bất quá đã nửa năm không có trở về từ tết xuân đến đến bây giờ đều không có trở về qua là nên trở về đi xem một chút triệu hiên lần nữa bình tĩnh mở miệng con mắt nhưng cũng có chút mỏi như hắn quê quán là thiện thành phía dưới phổ thông huyện thành khoảng cách thành phố bên trong cũng liền hơn một giờ đường xe hơn nửa năm thời gian hắn thật không có trở về nhà nửa năm qua này một là gặp lục vũ tình, rất mãnh liệt vừa thấy đã yêu, để hắn tại một đoạn thời gian bên trong trường một nữ nhân, thế giới bên trong căn bản không có cái khác bất luận cái gì sắc thái, đầu nhập lợi hại. Lại đi theo chính là tốt nghiệp tìm việc làm bận biểu đến kịch liệt, cuối cùng liền lại là đột nhiên đạt được huyết đồ ký ức, thời gian dài như vậy, hắn thật không có trở về qua một lần. Ngược lại là phụ thân tại nửa năm bên trong tới qua hai lần, nhưng mỗi một lần cũng chính là ở lại một đêm, xem hắn, đối với hắn hỏi hàng ân cần cái gì, hỏi hàng ân cần nhiều triệu hiên còn sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Hiện tại đột nhiên tinh tế nghĩ đến những này, hắn mới giật mình phát hiện thân vì một đứa con trai, tự mình làm thật quá kém. Bất quá may mắn là hắn có thế tại hiện tại đã biết rõ những này, còn không muộn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vốt 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử đặt mua đọc offline trên app. Dona cho Converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay ShopeePay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72. Vận khí bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com p s cầu dona cứu trợ cvt sống qua mùa dịch cùng một thời gian dưới bóng đêm tỉnh thành nào đó nơi ở trong lâu cũng là vừa vặn từ tiệm cơm về đến nhà tắm rửa một cái chuẩn bị nghỉ ngơi lâm thành lại theo một trận chuông điện thoại bỗng dưng trọn tròn mắt miệng bên trong cũng phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi tiếng nói cái gì ngươi nói cái gì nói đùa sao lâm chủ nhiệm ta nào dám mở ngươi trò đùa đây là chúng ta bớt bệnh viện liên tục kiểm tra, ngay cả kiểm tra máy móc đều đổi mấy đài kết quả cuối cùng, ngươi vị bằng hữu kia trưởng bối, đích xác gặp kỳ tích. Điện thoại này có thể để cho Lâm Thành khiếp sợ như vậy, nói chính là vương huệ thời kỳ cuối ung thư đột nhiên rất là chuyển biến tốt đẹp. Tất cả khí quan đồng loạt chuyển biến tốt đẹp, chuyển biến tốt đẹp hơn phân nữa, đây không phải kỳ tích là cái gì. Phải biết giống vương huệ bệnh như vậy lệ, chính là toàn thế giới khối u chuyên gia tới đoán chừng có thể cho nàng phương án trị liệu cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào, đó chính là chờ chết đi, an ủi tính trị liệu. Cho nên liền xem như 10 điểm muốn giao hảo lâm chủ nhiệm mã viện trưởng, tại bị bên kia ủy thác lúc cũng mảy may không dám nói gì khoác lác, chỉ có thể nói bớt bệnh viện sẽ xuất ra 100% cẩn thận cùng nghiêm túc, thỏa đáng nhất thích đáng chiếu cố vương huệ bệnh. Kết quả ngược lại tốt, giữa trưa mới từ trên bàn rượu xuống dưới, Trở lại bớt bệnh viện Mã Viện trưởng chuẩn bị lần nữa cho Vương Huệ làm cẩn thận nhất toàn diện kiểm trắc, cái này một kiểm trắc, kết quả lập tức để bớt bệnh viện vô số người đều điên. Kết quả như vậy quá trung động a à. căn bản là kỳ tích khó mà tin nổi. Cho nên Mã Viện trưởng coi như trung động, tại liên tục xác nhận sau hay là lập tức gọi điện thoại nói cho Lâm Thành tin tức này, dù sao chuyện này là Lâm Thành ra mặt nhờ phải hắn, có tin tức tốt đương nhiên phải ngay lập tức thông tri Lâm chủ nhiệm. a à ta biết thật sự là tạ ơn mã viện trưởng hôm nào lại mời ngươi ăn cơm ở bên kia đồng dạng còn đang tháng phục lúc phòng bên trong lâm thành trong mắt vẫn như cũ có khó nén rung động bất quá vẫn là rất nhanh liền cười hướng mã viện trưởng nói lời cảm tạ cảm thấy lâm chủ nhiệm càng là cười mắng một tiếng triệu hiên vận khí không tệ a à, trưởng bối được như thế bệnh nan y lại còn có thế như kỳ tích chuyển biến tốt đẹp đích xác vận khí không tệ xem ra chờ chút cũng phải cấp tiểu triệu gọi điện thoại chúc mừng dưới đâu không dám chúng ta cũng không có làm cái gì mã viện trưởng vội vàng từ chối lâm thành lại là vẫn như cũ cười tại gửi tới lời cảm ơn tạ một hồi sau lâm thành mới cười nói vậy cứ như vậy đi lần sau ta lại mời khách mã viện trưởng nhưng nhất định phải đến cái này là chuẩn bị tắt điện thoại bất quá đúng lúc này mã viện trưởng lại đột nhiên nói chờ một chút lâm chủ nhiệm còn có chuyện cần hướng ngươi nói một chút. Cái gì? Lâm Thành khẽ giật mình, cười hỏi lại. Mà mã viện trưởng nhưng không có trực tiếp mở miệng, trầm mặt mấy hơi thở mới cổ quái nói, là như vậy, vương huệ bệnh là gặp kỳ tích, bất quá đến tột cùng là dạng gì kỳ tích chúng ta cũng không dám khẳng định, là nạn một cái tính mạng con người kỳ tích, hay là có y học bên trên kỳ tích còn còn chờ cân nhắc. Chủ yếu là chúng ta tại xế chiều hôm nay ngay cả tiếp theo giúp vương huệ làm lúc kiểm trắc, có một vị khối u khoa lão chuyên gia dùng trung y suy đoán ra vương huệ khả năng đã từng dùng qua loại thuốc nào mới đưa đến bệnh tình của nàng rất là chuyển biến tốt đẹp nhưng dùng tây y lại kiểm trắc vương huệ thể nội lại không có chút nào dược vật lưu lại dấu hiệu cho nên chuyện này rất quái lạ vì kia lão chuyên gia chỉ là suy đoán ra vương huệ tế bào ung thư có bị dược vật ngăn chặn vết tích nếu như đây là sự thực vậy coi như quá kinh người chúng ta bớt bệnh viện mấy ngày nay mặc dù cũng giúp nàng dùng một chút thuốc nhưng đều là rất thường gặp dược vật, căn bản không có khả năng diệt sát đã đến chuyển di kỳ tế bào ung thư, cho nên nếu như đây là sự thực, chỉ có thể là bệnh nhân mình phục dụng một chút đối thời kỳ cuối ung thư có trợ giúp đồ vật, nhưng chúng ta nói bóng nói. Gió hỏi thăm, bên kia lại cái gì cũng không có phục dụng. Cái này cũng đích thật là bối rối mã viện trưởng nang đệ, thời kỳ cuối ung thư là bệnh nang IA, ung thư chuyển di quá khủng bố, toàn bộ thế giới đều bất lực nhưng vị kia bớt bệnh viện khối u khoa lão chuyên gia lại suy đoán ra khả năng này là một chút dược vật lên hiệu quả nếu là như thế nhưng chính là y học phát hiện mới nhưng hắn cũng chỉ là bằng vào nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm cùng tại khối u khoa tạo nghề suy đoán ra đến cũng không dám khẳng định mà lại dùng tay y khí giới đi kiểm chắc càng phát hiện không được mánh khóe cái này liền giống như là cái mỹ lệ hiểu lầm đồng dạng vì cái này vì kia trung y lão chuyên gia còn cùng một ban chuyên gia tây y đến một trận mở ra mặt khác biện luận sẽ cuối cùng đều cãi lộn kém chút đánh lên không ai phục ai chỉ tin tưởng mình làm cho mã viện trưởng cũng có chút choáng không biết đến cùng nên tin ai mà một chút nói bóng nói gió tra hỏi đồng dạng không có đáp án vương huệ bên kia căn bản không có dùng qua không phải bớt bệnh viện cung cấp bất luận cái gì dược vật cái này liền thật là kỳ quái bất quá bởi vì bất bệnh viện nội bộ đều không có đáp án chuẩn xác còn tại tranh luận lợi hại, cho nên chuyện này ngược lại là không có nói bệnh nhân. Nhưng Lâm chủ nhiệm thân phận là hắn ủy thác mã viện trưởng, cho nên mã viện trưởng lại sẽ không ở chỗ này giấu giếm. Cùng những lời này rơi xuống đất, nguyên bản còn chẳng qua là cảm thấy Vương Huệ cùng Triệu Hiên bọn người có vận khí Lâm đại thiếu, nháy mắt sững sờ, điện thoại đều bọc một tiếng từ tay bên trong rớt xuống, trong mắt cũng toát ra một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ta sát, dùng qua dược vật vết tích cái này sẽ không phải là kia tiểu tử dở trò quỷ đi. Lâm Thành thật ngốc, Vương Huệ bệnh đột nhiên rất là chuyển biến tốt đẹp, hắn bắt đầu thật tưởng rằng Vương Huệ một người vận khí. Đổi người bình thường, chỉ sợ chỉ sẽ cảm thấy đây là vận khí, là Vương Huệ một cái tính mạng con người kỳ tích, cũng tỉ như hồi trước phương Tây nữ cái hậu ung thư người bệnh, ho khang thời điểm trực tiếp đem khối u ho khang ra, triệt để tốt, cái này cần là cỡ nào kinh người vận khí nhưng bây giờ bớt bệnh viện bên kia lại nói trong này khả năng có vương huệ từng dùng qua một ít dược vật vết tích. Mặc dù bớt bệnh viện còn không chịu định, đây chỉ là một lão trung y, khối u khoa lão chuyên gia dựa vào cả đời kinh nghiệm làm ra suy đoán, mà lại lại dùng dụng cụ kiểm trắc cũng kiểm trắc không ra một chút đoan nghê cùng vết tích, vì cái này bớt bệnh viện bên kia đều kém chút tranh luận đánh lên, ai cũng không tin đối phương chỉ tin tưởng mình. Cái này còn không chịu định, liền ngay cả mã viện trưởng cũng không biết tin tưởng ai. Nhưng Lâm Thành lại nhớ tới Triệu Hiên, nhớ tới tiểu tử này lấy ra điều hòa đang. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thành càng đột nhiên lại nghĩ đến không ít điểm đáng ngờ, đó chính là tại đối mặt Triệu Hiên lúc, hắn đột nhiên nhớ tới kia tiểu tử đối với Vương Huệ thời kỳ cuối ung thư, tự hồ cho tới bây giờ không có triển lộ ra tuyệt vọng cùng ánh mắt bi thống, ngược lại vẫn luôn rất bình ổn bình tĩnh. Bởi vì tiếp xúc thiếu tại quan sát đến những tâm tình này lúc, Lâm Thành cũng không nghĩ nhiều qua. Khả năng đây chẳng qua là Triệu Hiên tương đối kiên cường đi, Vương Bội đối với Vương Huệ bệnh vẫn luôn là bi thống lợi hại, buổi trưa tiếp xúc hàng tươi có chân chính sáng sủa. Nhưng Triệu Hiên lại không giống, mặc kệ là giữa trưa lần thứ nhất cùng tiểu Triệu tiếp xúc hay là buổi tối tiếp xúc, tiểu Triệu đều phản phất không thể nào bi thống cùng tuyệt vọng qua. Nếu chỉ là từ thần thái quan sát cái này không có gì kỳ quái, thứ nhất, Vương Huệ dù sao không phải Triệu Hiên mẫu thân, thứ hai, Triệu Hiên là nam nhân khả năng cách tương đối kiên cường có lẽ không nghĩ để những vẻ mặt kia tùy tiện tiết ra ngoài cái này đều có thể giải thích nhưng vấn đề là triệu hiên không phải người bình thường hắn là có thế đại lượng xuất ra điều hòa đang gia hỏa a à? điều hòa đang là cái gì kia tại người bình thường mắc bên trong cũng không thể nghi ngờ là kỳ tích cây vốn không thế nào khoa học bảo bối mà trải qua một đoạn này tiếp xúc còn có vừa rồi mã viện trưởng báo cáo lâm thành nhưng cũng biết một sự kiện đó chính là vương huệ tại nằm viện lúc triệu hiên trước khi đến bệnh của nàng rất nghiêm trọng tế bào ung thư khuếch tán rất kịch liệt đây cơ hồ là triệu hiên trước khi đến vừa ra kiểm tra nhưng triệu hiên vừa đến mới đến một hai ngày nàng tế bào ung thư đột nhiên liền giảm bớt hơn phân nửa gặp sinh mệnh kỳ tích cái này cũng không tránh khỏi quá khéo đi càng đừng đề cập trong này còn có một trong đó y lão chuyên gia suy đoán cảm thấy vương huệ khỏi bệnh chuyển khả năng có dược vật đang có tác dụng vết tích vận khí. Chỉ sợ thật không phải đơn giản như vậy đi. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vốt 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay Shopee Pay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoang Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Thở thời gian đều không có. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com PS Cầu Đô na cứu trợ CVT sống qua mùa dịch, gia hỏa này, càng ngày càng nhìn không thấu hắn, có thể xuất ra điều hòa đang vật như vậy vốn là để người sợ hãi than kỳ tích, tăng thêm hắn đối vương huệ bệnh tự hồ thật không có tuyệt vọng cùng làm sao bi thống qua, ngược lại một mực rất bình tĩnh, hiện tại trùng hợp lại tại hắn đến về sau, vương huệ thời kỳ cuối ung thư đột nhiên liền chuyển biến tốt đẹp hơn phân nữa, còn có thể có dược vật vết tích. Rồng đã sững sờ một lát, Lâm Thành đều quên điện thoại di động rơi trên mặt đất, trong miệng cũng phát ra một trận tự lẩm bẩm. Không phải hắn đa nghi, cũng không phải hắn ý nghĩ hảo huyền, chủ yếu là việc này thật dễ dàng để người biết chuyện hoài nghi cũng chủ yếu là triệu hiên lấy ra điều hòa đang quá thần bí công hiệu quá khoa trương kia tại đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề về sau hắn coi như nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn mà thật hoài nghi lên khả năng này là tiểu triệu dở trò quỷ về sau lâm thành một trái tim đột nhiên liền bành, bành 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 loạn nhảy dựng lên thậm chí vốn chỉ là ửng đỏ sắc mặt cũng dần dần có gia tăng một loại rất mất tự nhiên đỏ ửng nếu như kia thật là không phải như vậy trùng hợp như vậy có vận khí mà là triệu hiên dở trò quỷ chẳng phải là nói tiểu triệu đối có thể để người chỉ có thể chờ chết bệnh nan y cũng có biện pháp nếu quả thật là như thế này vậy coi như quá nghịch thiên nếu quả thật là như thế này cái này lại có phải hay không là lâm gia một cái cơ hội bởi vì xuất thân lâm thành rõ ràng biết dưới mắt kinh thành bên trong liền có một cái thanh danh hiển hách lão gia tử được một loại vô số người thúc thủ vô sách chứng bệnh vị lão nhân kia cũng không phải là người của lâm gia cùng lâm gia quan hệ cũng không lớn nói đến lâm gia một môn hai hào kiệt hai vị phó bộ cấp đại quan tại trong mắt người bình thường đã là khó được thế gia đại tộc nhưng lâm thành tự mình biết bọn hắn lâm gia tại toàn bộ trong nước nhưng lại xa xa không tính là nhất lưu gia tộc mặc kệ là hắn vị kia đương nhiệm đông hà bớt phó bí thư tỉnh ủy đại bá vẫn là hắn vị kia tại nào đó bộ nhâm phó bộ trưởng phụ thân tiến thêm một bước hy vọng cũng không lớn lâm gia chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu thế gia đi mà vị kia được để vô số người thúc thủ vô sách bệnh chứng lão gia tử chỗ gia tộc mới là chân chân chính chính nhất lưu hào môn nếu như triệu hiên thật đối bệnh nan y đều có biện pháp lại có bọn hắn lâm gia ra mặt ở giữa giật dây đến lúc đó vị lão gia kia cũng thật chuyển biến tốt đẹp lời nói kia mặc dù là triệu hiên xuất lực có thể để cho tiểu triệu ở bên kia lấy được đến kinh người hảo cảm cùng lực lượng bọn hắn lâm gia đồng dạng có thể dính một chút thuận gió tiện nghi nói không chừng nhà hắn hai vị nguyên bản tấn thăng vô vọng trưởng bối cũng có thể là tiến thêm một bước đi theo toàn bộ lâm gia đều có thể thu được không nhỏ có ích t càng nghĩ càng kích động đột nhiên hít một hơi hơi lạnh lâm thành mới một cái giật mình tỉnh táo lại liền đi tìm điện thoại hận không thể tại chỗ đem điện thoại gọi cho triệu hiên hỏi một chút mới tốt bất quá cũng là đang tìm điện thoại lúc hắn mới yên lặng phát hiện điện thoại còn trên mặt đất mà đối diện mã viện trưởng cũng đã tắt đường dây này mới khiến lâm thành lại ngẩn ngơ nháy mắt tỉnh táo lại điện thoại này hiện tại không thể đánh coi như tâm hắn ý muốn nghi việc này có thể là triệu hiên dở trò quỷ nhưng cũng không dám xác định dù sao thời kỳ cuối ung thư thực tế quá khủng bố kia là bất luận kẻ nào đến đều là chỉ có thể làm an ủi tính trị liệu bệnh nan y mà hắn cùng Triệu Hiên quan hệ cũng không tới một bước kia, coi như hiện tại đánh, coi như chuyện này thật là Triệu Hiên dở trò quỷ, bên kia cũng cơ bản không có khả năng đối với hắn nói thật, cho nên đánh cũng là bạch đánh. Ta sát, cái này đến cùng phải hay không hắn dở trò quỷ. Lần nữa hít mạnh một hơi khói, Lâm Thành mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ khác lạ. Đối đầu tiểu triệu hắn mặc dù tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng tên kia cho lâm chủ nhiệm mang tới rung động, thật là một đợt nối một đợt, để hắn cơ hồ thời khắc đều trong cơn chấn động, thở thời gian đều không có. Có thể cầm được ra điều hòa đang loại kia tuyệt thế trân bảo, dài một mặt hẹn mọn dạng, lại có thể tại cua được vương bội loại kia mỹ nhân tuyệt sắc về sau, còn có thể cùng đinh sơ nhiên loại này đồng dạng khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân mập mờ, vốn cũng làm người ta mắt trợn tròn, hiện tại liền ngay cả hắn trưởng bối được thời kỳ cuối ung thư, cũng có thể không còn sớm không muộn, vừa vặn tại Triệu Hiên sau khi xuất hiện gặp kinh thiên đại vận, không hợp lý đột nhiên quỷ di chuyển. Biến tốt đẹp. Mà nếu như việc này thật là Triệu Hiên dở trò quỷ, cái này Triệu Lão Đệ, thật đủ để cho Lâm chủ nhiệm đều sinh ra lòng kính sợ. Tại sót lại một tia kính sợ về sau, Lâm chủ nhiệm cảm thấy cũng lần nữa tung ra một cái ý niệm trong đầu, việc này, muốn hay không cùng đại bá hít thở không khí. Hơn một giờ sau, tỉnh ủy gia chúc viện, một đạo coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh đến một tòa nơi ở lâu lầu hai, cười đứng ở ngoài cửa gõ cửa phòng một cái, phòng bên trong mới vang lên một loạt tiếng bước chân. Thành nhỏ tới, mau vào, đại bá của ngươi liền ở phòng khách chờ ngươi đấy. Cùng cửa phòng từ bên trong mở ra sau khi, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi, dùng nhang tú lệ đoan trang trung niên Mỹ phụ mới cười chào hỏi Lâm Thành. Ân. Lâm Thành cũng cười gật gật đầu, khách khí hỏi tốt mới đi vào phòng bên trong, trong phòng phòng khách trang trí cổ phát trang nhã, chính giữa trên ghế salon cũng đang ngồi lấy một tên 25 tuổi lão giả, diện mục uy nghiêm, cương chính mặt chữ quốc, càng cực dễ dàng cho người ta mang đến một loại đại khí bàn bạc khí tức. Tới, lão giả nhìn Lâm Thành, mới cười gật gật đầu. Vị này cũng không thể nghi ngờ chính là Lâm Thành Đại Bá, Đông Hà bớt chủ trảo đảng quần làm việc tỉnh ủy Lâm Phó Bí Thư. Ân. Lâm Thành cũng cười cười, chậm rãi đi đến trước sofa cũng không khách khí, trực tiếp tại Lâm Bí Thư bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn chính đang cho hắn chăm trà tú lệ phụ nhân, mới nghiêm túc nói, đại bá, có chuyện lớn muốn cùng ngươi nói hạ. Hơn một giờ trước, từ Lâm chủ nhiệm trong đầu toát ra muốn hay không cùng đại bá nói dưới tiểu triệu sự tình về sau, suy tư đến cuối cùng, hắn hay là quyết định đến cùng Lâm Bí Thư cùng một chỗ thương lượng một chút. Tiểu triệu sự tình, Đương nhiên mấu chốt nhất chính là hắn có thể hay không trị liệu thời kỳ cuối ung thư phương diện này, bởi vì sự kiện kia quan hệ trọng đại, nếu như Tiểu Triệu có thể trị, nói không chừng đối kinh thành một vị nào đó lão gia tử cũng có thể có trợ giúp, đây cũng là đủ để cho Lâm gia bay lên kỳ ngộ. Nếu như Tiểu Triệu không thể trị, đây hết thảy thật là chỉ là vận khí, hơn nữa còn chính là như vậy xảo, cái kia cũng chỉ nói là Lâm Thành mình nghĩ nhiều. Mặc dù cho tới bây giờ Lâm Thành cũng chỉ là hoài nghi cũng không hề có một chút niềm tin kết luận đó chính là Triệu Hiên dở trò quỷ, cái này xem ra tự hồ căn bản không cần thiết hướng lâm bí thư thông khí. Dù sao nếu chỉ là hoài nghi còn không có triệt để xác minh liền đến cùng lâm bí thư kể ra, khó tránh khỏi có chút trò đùa. Nhưng trên thực tế, Lâm Thành còn thật sự có không thể không đến lý do, bởi vì hắn không biết kinh thành vị kia đỉnh cấp hào môn bên trong lão gia tử, dưới mắt đến tột cùng bệnh đến trình độ nào, lại có thể kéo bao lâu cái này rất mấu chốt nếu như hắn đoán đúng triệu hiên thật sự có loại kia yêu nghiệt năng lực thật có thể đối vị lão gia kia có trợ giúp đây không thể nghi ngờ là lâm gia một lần bay lên cơ hội nhưng hết thảy tiền đề cũng phải là kinh thành vị lão gia kia còn sống nhưng trước kia hắn cũng chỉ là nghe nói lão gia tử bệnh phải rất lợi hại ngoài ra liền hoàn toàn không biết gì nếu như lão gia tử còn có thể kéo cái một năm nửa năm hắn hoàn toàn có thể chậm rãi cùng triệu hiên kết giao cùng quan hệ tốt tại đến hỏi tuân thăm dò tiểu triệu có phải là đối bệnh nan y đều có biện pháp, nếu như là thật, hắn mới tốt đưa ra thỉnh cầu mời tiểu triệu hỗ trợ. Nhưng nếu như vị kia vị lão gia kia đã bệnh nguy kịch, qua tầm vài ngày liền qua đời đây. Khi nếu là hắn còn đang từ từ cùng triệu hiên kết giao, một chút xíu đi dò xét chính mình suy đoán, coi như thăm dò ra kết quả vị lão gia kia cũng không có, cơ hội này coi như không tồn tại. Cho nên coi như hiện tại chỉ là có cái suy đoán, có chút hoài nghi tiểu triệu hắn cũng không thể không tới cùng trưởng bối thương lượng một chút từ đại bá của hắn cái này bên trong hỏi thăm một chút vị lão gia kia bệnh đến tột cùng đến trình độ nào sau đó lại quyết định làm sao tại triệu hiên kia bên trong dò xét gió là chờ lấy từng bước một kết giao cùng hai người quan hệ tốt quan hệ mật thiết lại mở miệng đặt câu hỏi hay là trực tiếp nói thẳng hỏi ý còn mặt kia tại đến đại bá cái này bên trong trước đó lâm thành cũng bớt thì giờ đi một chuyến bớt bệnh viện đi đặc địa tìm vị kia khối u khoa trung y lão chuyên gia hỏi, kết nếu như đối phương hay là lời thề son sắc nói tin tưởng trong này có dược vật tác dụng, mặc dù tìm không thấy chứng cứ, nhưng hắn cả một đời làm nghề y kinh nghiệm cũng không phải uổng công, mặc dù lúc ấy tay y phương diện một đám chuyên gia đối này vẫn như củ khịt mũi coi thường, nhưng cái này lại cho lâm thành lớn. Nhất lòng tin Nếu không phải vị này trung y lão chuyên gia phát hiện mánh khóe, Hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy hoài nghi đến triệu hiên trên đầu A. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vốt 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc Offline trên app. Donate cho converter. Đối với MoMo, Viettela, Yalopay hay ShopeePay. 0777998892MB Bank. 0942478892 phan vu hoang anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74. Sức thuyết phục. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. PS cầu Đô Na cứu trợ CVT sống qua mùa dịch hả? Bình thường thế nhưng là rất ít gặp người bộ dáng này. Lâm chủ nhiệm một câu về sau. Nguyên bản một mặt bình tĩnh Lâm Bí Thư mới hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn Lâm Thành một chút, nguyên bản thái độ hờ hững cũng biến thành có chút nghiêm túc, bất quá vẫn là mang theo vẻ mỉm cười trêu chọc dưới Lâm Thành. Đối với mình đứa cháu này Lâm Bí Thư còn là hiểu rõ, đây chính là bọn hắn Lâm gia đồng lứa nhỏ tuổi xuất sắc nhất người, Lâm Thành có thế tại 31 tuổi đi đến loại tình trạng này, kỳ thật Lâm Bí Thư cũng không có giúp quá lớn bận biểu, bởi vì Lâm Bí Thư là hai năm này tài hoa đến Đông Hà Bớt trước kia đều không tại cái này bên trong nhậm chức, mà Lâm Thành cũng đã tại Đông Hạ bớt dốc sức làm gần 10 năm, có thể đi cho tới hôm nay bên trong có 8 thành đều dựa vào hắn mình thực lực cùng vận. Khí đi ra. So với Lâm Thành, Lâm Bí Thư một trai một gái ngược lại là chỉ có thể tính bình thường. Trong Lâm Gia cũng sớm có một bản trướng, đời sau toàn lực bồi dưỡng đối tượng chính là Lâm Thành, có thể nói cái này đời sau người cầm lái, bình thường vẫn luôn là rất trầm ổn, cơ bản không có sốc nổi thời điểm, như vậy đối phương lại đột nhiên tại đêm bên trong hơn 9 điểm chạy tới, vẻ mặt thành thật nói có đại sự, việc này liền tuyệt đối không tiểu. Ta bình thường cũng rất ít gặp được một người, có thể để cho ta tại thời gian ngắn khiếp sợ không biết làm sao, hắn quả thực chính là không khoa học tồn tại. Theo Lâm Bí Thư trêu chọc, Lâm Thành cũng tại chỗ nở nụ cười khổ. Người nào? Lâm Bí Thư khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn lại một cái kỳ nhân lâm thành gật gật đầu ta hoài nghi hắn có lẽ có năng lực có thể để cho phương lão gia tử tốt nếu như chúng ta lâm gia có thế trong này xe chỉ luồng kim ngươi nói cái gì khi lâm thành lần nữa nghiêm túc sau khi mở miệng lâm bí thư mới chấn động mạnh một cái trong mắt trực tiếp hiện lên một tầng tinh quang gắt gao nhìn xem lâm thành lâm thành nói đến không nhiều nhưng lộ ra ngoài ý tứ lại không có khả năng để Lâm Bí Thư không cảm giác được việc này đến tột cùng lớn đến trình độ nào. Phương Lão Gia Tử Lâm thành miệng bên trong Phương Lão Gia Tử, hơn nữa còn là cần Lâm gia xe chỉ luồng kim, chỉ sợ chỉ có thể là vị kia Phương Lão Gia Tử. Thế nhưng là cái này sao có thể, Phương Lão Gia Tử thân thể thế nhưng là làm khó vô số quốc thủ, cấp thế giới chuyên gia, đều thúc thủ vô sách a, à, cho nên tại sau khi khiếp sợ Lâm Bí thư trong mắt rõ ràng cũng thêm ra nồng đậm hồ nghi, nếu không phải biết Lâm Thành làm người, biết đây không phải làm loạn người, hắn chỉ sợ trực tiếp liền răng dậy bắt đầu. Loại sự tình này, làm sao có thể? Ta chỉ là hoài nghi, cũng không xác định, chỉ là từ một số việc bên trong đoán ra được, cho nên việc này mới phải cùng đại bá ngươi thương lượng một chút, bởi vì ta không rõ ràng Phương lão gia tử tình huống bây giờ đến tột cùng như thế nào nếu như hắn còn có lớn đem thời gian ta ngược lại là có thể cùng hắn chậm rãi kết giao bồi dưỡng được ổn định giao tình lại đi hỏi hắn nhưng nếu như phương lão gia tử thời gian không nhiều vậy ta chỉ có thể trực tiếp đến hỏi bất quá trực tiếp đến hỏi bởi vì chúng ta hiện tại quan hệ cũng không sâu cho nên coi như ta hoài nghi sự tình là thật hắn cũng có thể sẽ phủ nhận lâm thành lần nữa cười một tiếng sau đó không cùng lâm bí thư nói chuyện mới lập tức nói kỳ thật chuyện này xác thực để người có chút không dám tin tưởng, nhưng tên kia thực tế quá bất khả tư nghị, ta cái này bên trong có một vật chính là hắn lấy ra, không tự mình thử một chút, người cũng không dám tưởng tượng trên đời này còn có như thế trân bảo. Nói chuyện bên trong, Lâm Thành mới từ túi bên trong xuất ra một cái tinh mỹ hộp đặt ở Lâm Bí Thư trước mặt. Điều hòa đang tác dụng đích xác không phải cái gì kinh thiên động địa đại kỳ tích, nhưng tinh tế đi suy tư, thần kỳ của nó nhưng cũng đích thật là vượt quá tưởng tượng. Cái này xác thực chỉ là có thể khiến người ta một đêm 10 lần lan, có chút cùng loại với xuân, thuốc tác dụng, nhưng vấn đề là quá trình bên trong thể năng tiêu hao đâu. Người bình thường đừng nói ngay cả tiếp theo dậy vào năm, sáu tiếng, người ngay cả tiếp theo dậy vào nửa giờ, một giờ, đều sẽ mệt lợi hại đi, nhưng cái đồ chơi này lại sẽ không để người có chút cảm giác mệt mỏi. Không có mảy may đau lưng nhất eo cảm giác, ngược lại sẽ thần thanh khí sản làm cho tâm thần người phấn chấn không có chút nào không tốt tác dụng phụ tác dụng phụ tất cả đều là tốt đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi hắn rõ ràng biết nếu như không thân thân thể hội một chút điều hòa đang tác dụng chỉ sợ liền không khả năng tin tưởng triệu hiên gia hỏa này thần kỳ chỗ bởi vì mặc kệ là vương huệ ung thư có phải là chuyển biến tốt đẹp có chút quá khéo quá may mắn hay là triệu hiên đối với sự kiện kia quá mức bình tĩnh thần thái đều không có điều hòa đang biểu hiện ra sức cho nên xuất ra hai viên điều hòa đang cho Lâm Bí Thư thử một chút, cũng là bắt buộc phải làm. Cùng Lâm Bí Thư thử điều hòa đang, lại để cho vị kia trung y lão chuyên gia đi gặp Lâm Bí Thư một mặt, nói ra suy đoán của hắn, mới có đầy đủ sức thuyết phục. Đây cũng là vì cái gì hắn là đến tìm đại bá của hắn thương lượng, mà không phải gọi điện thoại cho phụ thân hắn, bởi vì chỉ là tại điện thoại bên trong, không gặp được điều hòa đang cũng không có vị kia lão trung y ngay trước mặt giải thích, người nói người ta chỉ sợ đều không tin dù nói mình một cái làm chất tử cho 25 tuổi đại bá xuất ra loại vật này, khó tránh khỏi có chút quá không đứng đắn, nhưng can hệ trọng đại A, à. đây là quan hệ đến để Lâm Bí Thư tin tưởng Triệu Hiên chỗ thần kỳ, sau đó tốt phát động lực lượng đi tìm hiểu bên kia phương lão gia tử tình huống, tốt xác định nên như thế nào tại Triệu Hiên kia bên trong tiến triển. Dưới đáy lòng Lâm chủ nhiệm là 10 điểm hy vọng từng bước một cùng Triệu Hiên kết giao, xác lập hảo hảo quan hệ về sau, thành anh em tốt mới có thể hỏi ra chân tướng nếu không dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết như trực tiếp liền đi hỏi, lấy bọn hắn hiện tại quan hệ, hắn hỏi không ra chân tướng khả năng cơ hồ là chính thành chính. Nhưng liền sợ bộ dạng này không đủ thời gian. Hả? Đây là... Lâm Bí Thư trong mắt lần nữa hiện lên một tia, thẳng tắp nhìn chầm chầm điều hòa đang. Khục, đại bá, ngươi cùng đại nương một người một cái, đem thứ này ăn, ngày mai ta cho ngươi thêm giải thích cặn kẽ. Lâm Thành lại hơi có vẻ quỷ dị cười một tiếng, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, càng là quỷ dị nhìn vừa mới bưng trà tới tú lệ mỹ phụ, đây chính là Lâm Thành thê tử, hắn đại nương. Lâm Bí Thư năm nay đã 55 tuổi, vì kia lại so Lâm Bí Thư tiểu chút, chỉ có 48 tuổi, bất quá bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, sống an nhàn sung sướng dáng vẻ, kỳ thật nhìn qua cùng tuổi hơn 40 phụ nhân đều không kém nhiều. Bất quá Lâm Đại Thiếu lần này vẫn là thật lòng cảm thấy, mình có chút không đứng đắn khục ngươi ngày mai liền biết đến lúc đó ta cho ngươi thêm giải thích cặn kẽ lâm thành lần nữa quỷ dị mà lúng túng ho nhẹ một tiếng chỉ có để lâm bí thư biết điều hòa đang tác dụng cảm nhận được ma lực của nó hắn mới tốt nói ra vương huệ thời kỳ cuối ung thư như kỳ tích tốt hơn hơn nửa sự tình a à. không phải nói thẳng cái kia lâm bí thư làm sao lại cảm thấy trong này khả năng có triệu hiên đang làm trò quỷ thắng nhiều nhất coi là kia là vương huệ mình vận khí tốt thôi. Theo Lâm Thành lời nói, lại một lần là quỷ dị mà thần sắc khó xử, Lâm Bí thư trong mắt cũng lần nữa thêm ra một tầng thật sâu hồ nghi, hồ nghi nhìn xem cái này cái hộp nhỏ, đồ vật bên trong đến tột cùng là cái gì. Làm sao lại để Lâm Thành có như thế thần sắc quỷ dị? Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vút năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử đặt mua đọc offline trên app. Donate cho Converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay ShopeePay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoang Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Mấu chốt của sự tình bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com p s cầu donat cứu trợ cvt sống qua mùa dịch trời lại một lần nữa phát sáng lên tỉnh ủy gia chúc viện không khí thanh tân tràn ngập tại toàn bộ viện lạc một đạo thần thanh khí sản hồng quan đầy mặt thân ảnh đi nhanh đi tại viện tử bên trong dạo qua một vòng lại một vòng ngẫu nhiên từ mang bên trong lấy ra điện thoại di động tự hồ là nghĩ quay số điện thoại nhưng lại tự hồ như lại rất do dự thẳng đến lại dạo qua một vòng thân ảnh trên mặt mới bỗng dưng hiện lên một tia hồng nhuận nhưng vẫn là nhổ lên dãy số dãy số rất mau đánh thông đối diện cũng truyền tới một tiếng kỳ dị tiếng nói đại bá ngươi dậy sớm như thế một câu lâm bí thư mặt mo lập tức đỏ chót cái gì gọi là dậy sớm như thế hắn một đêm đều không ngủ đâu bất quá một đêm không ngủ tinh thần hắn lại là cực kỳ tốt đi trên đường cũng là hữu lực mà trầm ổn thần thanh khí sản lợi hại chỉ cần nghĩ tới đêm qua hết thảy Lâm Bí Thư mặc mò liền không có cách nào không đỏ thật sự là hắn rất xấu hổ bởi vì cái đồ chơi này là hắn cháu ruột đưa tới nếu là hắn cháu ruột đưa tới chắc hẳn bên kia cũng rõ ràng thứ này hiệu quả là cái gì nghĩ tới những vấn đề này Lâm Bí Thư liền lúng túng nghĩ đập đầu chết mẹ nó tiểu tử này hắn hiện tại thật không biết là nên quất hắn mấy bàn tay hay là cảm tạ hắn gia hỏa này muốn hắn cái này đại bá về sau còn thế nào bảo trì trưởng bối uy nghiêm. Đối điện thoại di động không có lên tiếng, trầm mặt mấy giây, người bên kia tự hồ cũng có thể cảm nhận được cái này xấu hổ, mới lập tức nói, đại bá, sự tình là như vậy, thứ này chính là cái kia kỳ nhân lấy ra, đưa ta 11 khỏa, nếu chỉ là cái này cũng coi như, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, vấn đề là hắn một người thân được thời kỳ cuối ung thư, hắn lại vẫn luôn rất bình tĩnh chưa bao giờ qua tuyệt vọng cùng cực kỳ bi thương thần sắc lúc ấy ta còn tưởng rằng là hắn giỏi về thu liễm tình cảm nhưng ai nghĩ đến hắn trưởng bối kia thời kỳ cuối ung thư đột nhiên rất là chuyển biến tốt đẹp tất cả tế bào ung thư giảm bớt còn hơn một nửa còn có một chút chính là cái này chuyển biến tốt đẹp là tại hắn đến về sau mới xuất hiện trước khi hắn tới tình huống rất tồi tệ sau khi đến lập tức liền chuyển biến tốt đẹp mà bớt bệnh viện một vị khối u khoa trung y lão chuyên gia càng là dựa vào cả một đời làm nghề y kinh nghiệm, lời thề son sắc phán đoán người bệnh kia ung thư có thể chuyển biến tốt đẹp, cũng không phải là nàng sinh mệnh của mình kỳ tích, mà là khả năng không biết lúc nào nuốt vào một chút dược vật bố trí. Ta ngay từ đầu biết những này lúc, cũng chỉ là coi là người kia vận khí tốt, bất quá đem tất cả mọi chuyện tổng hợp lại cùng nhau, liền thật hoài nghi lên hắn, có phải là tại chuyện này làm cái gì? Mặc dù ta chỉ là hoài nghi cũng không dám khẳng định, nhưng nếu như có thể, chúng ta cũng có thể thử một chút chỉ cần có thể biết phương lão gia tử bệnh tình như thế nào chúng ta liền có thể chế định sách lược là chờ ta cùng hắn quan hệ càng sâu thời điểm lại đi dò xét hay là lập tức trực tiếp đến hỏi đối diện từng đợt nghiêm túc mà bình ổn thanh tuyến truyền đến nguyên bản xấu hổ lấy lâm bí thư mới lần nữa rung lên trong mắt lại hiện lên một tầng tinh quang đúng vậy a à, nếu chỉ có tối hôm qua kia viên thuốc tử hắn cũng sẽ không muốn quá nhiều nhưng tăng thêm cái này như nhau sinh mệnh kỳ tích còn có vị kia lão trung y lý do thoái thác vậy liền thật sẽ để cho người hồ nghi dù sao bọn hắn cũng không ngốc có lẽ những người khác sẽ coi là kia là vị kia lão trung y người lão tại nói hưu nói vượng bởi vì không có chứng cứ nhưng bọn hắn thế nhưng là thử qua điều hòa đang công hiệu a điều hòa đang chính là chứng cứ chẳng lẽ người kia thật sự có loại kia nghịch thiên năng lực nếu như là dạng này há không biểu hiện phương lão gia tử cũng đích xác khả năng đạt được chuyển biến tốt đẹp nếu như lâm gia thật ở bên trong xe chỉ luồng kim, thật để phương lão gia tử thân thể chuyển biến tốt đẹp một chút, phương gia tất nhiên sẽ phản hồi lâm gia, lâm gia bất quá là nhị lưu thế gia, trụ cột bất quá là phó bộ cấp đại viện, toàn bộ trong nước bao nhiêu phó bộ cấp. Tuy tiện một cái tỉnh bên trong chỉ sợ cũng có 10 cái, trong nước tổng số mấy trăm A, đây là chỉ cùng thời kỳ, không tính những cái kia đã lui xuống đi, nhưng như cũ có phi phạm lực ảnh hưởng các đại nhân vật lâm gia tại phương gia nơi đó thật là không chỉ thấp một đầu a à. nhưng nếu như có thể nắm chắc đến cơ hội như vậy lâm gia liền có thể sẽ thật cuộc khởi hô hấp đều trở nên có chút gấp rút lâm bí thư bỗng nhiên một hồi mới ho nhẹ một tiếng nói ngươi kiểu nói này ta đều cũng có chút hoài nghi có lẽ sự kiện kia thật không chỉ là vận khí cùng trùng hợp chúng ta thực sự có thể thử một lần dù sao liền coi như chúng ta nghĩ sai cũng không có tổn thất gì đúng vậy a à bọn hắn đến bây giờ đích xác chỉ là hoài nghi triệu hiên cũng không có cách nào khẳng định nhưng chuyện này không thể nghi ngờ có thể thử một chút thử đi tìm hiểu một chút phương lão gia tử bệnh tình đối với lâm gia không có một chút tổn thất bởi vì phương lão gia tử bệnh cũng không phải là quá sâu bí mật cơ hồ chỉ cần có chút nội tình người liền đều biết vị lão gia kia bệnh bởi vì đối phương cũng không phải là đột nhiên mắc bệnh gì mà là lúc tuổi còn trẻ rơi xuống bệnh căng kéo mấy chục năm kéo đến bây giờ càng diễn càng liệt thôi cho nên liền ngay cả lâm thành cũng biết vị lão gia kia có bệnh lâm gia đi tìm hiểu một chút kỹ càng cũng không có gì phải biết phương gia cũng còn đã từng rộng vì cầu y tìm hiểu một chút phương lão gia tử bệnh tình đến loại trình độ nào liền có thể lại đi triệu hiên kia bên trong thử một lần nếu như bọn hắn đoán sai sự thật chứng minh cái này hoàn toàn là bọn hắn họ lâm nghĩ nhiều kia lâm gia cũng không có một điểm tổn thất nhưng nếu như bọn hắn đoán đúng, Triệu Hiên thật sự có năng lực đối bệnh nan y loại hình có thể để người chờ chết bệnh nặng đều có biện pháp, mà Lâm Gia lại có thế xe chỉ luồn kim lời nói, đây cũng là có kinh người lợi ích. Cho nên đang khi nói chuyện Lâm Bí Thư cũng nhẹ hít một hơi, đối Lâm Thành lời nói rất tán thành, tối hôm qua vật kia đích thật là vô số năm nhân tha thiết ước mơ bảo bối, mà lại cũng tự hồ có chút không khoa học. Có thế xuất ra loại bảo bối này người, hay là xuất ra đại lượng, cái kia vốn là là một cái kỳ tích, tại loại người này trên thân cũng chưa chắc không có cái khác để người sợ hãi than sự tình. gật gật đầu lâm bí thư mới lại sâu sắc nói, ta cái này liền cho ngươi cha gọi điện thoại, để hắn tại kinh bên trong tìm hiểu một chút. ân, ta buổi sáng liền để vị kia lão trung y đi gặp ngươi một lần. lâm thành cũng mở miệng cười, đây cũng là hắn tìm lâm bí thư nguyên nhân, nếu như là hắn trực tiếp cho hắn lão tử gọi điện thoại để hắn lão tử đi tìm hiểu tại điện thoại thảo luận minh hết thảy, coi như hắn tại lâm gia cũng nhận khẳng định, chỉ sợ cũng sẽ chỉ làm hắn lão tử hồn nghi lợi hại, căn bản không tin tưởng. Nhưng nếu là đại bá của hắn gọi điện thoại cho phụ thân hắn, cái này liền không có áp lực chút nào. Hắn lão tử coi như cảm thấy hắn tuổi trẻ không đáng tin cậy, chẳng lẽ còn có thế không tin thân cư cao vị lâm bí thư a? À? Tốt, cứ như vậy. Lâm bí thư cũng gật gật đầu, sau đó nhìn tả hữu viện tử bên trong mê người cảnh sắc mặc dù giờ phút này bởi vì còn sớm viện tử bên trong cơ hồ không có người nào hành tẩu nhưng lâm bí thư trên mặt hay là đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng lần nữa ho nhẹ một tiếng mới quay về điện thoại nói tối hôm qua ngươi cho ta đồ vật buổi sáng lại lấy tới điểm nói xong cũng không cùng lâm chủ nhiệm phản ứng lâm bí thư lập tức treo điện thoại di động một gương mặt mò bên trên cũng lần nữa một mảnh nóng hổi bất quá rất nhanh lâm bí thư hay là hồi phục thông dong, trầm ổn mà bình tĩnh hướng đi nhà mình gia môn. Chỉ còn lại có cái nào đó nơi ở trong lâu, một trương kinh ngạc mà đờ đẫn gương mặt đối điện thoại di động ngốc ngốc sững sờ. Tốt một lát sau, vẫn đối với điện thoại ngẩn người Lâm chủ nhiệm mới dần dần lấy lại tinh thần, sau đó tại chỗ một trận sụp đổ, ta ngất, thứ này ta cũng không nhiều a. À. Cái đồ chơi này chỉ là một lần tính, dùng một viên thiếu một viên, chỉ cần hưởng qua một lần tư vị. Lâm chủ nhiệm hận không thể mỗi ngày ăn, hôm qua đưa ra ngoài hai viên đã để hắn rất thịt đau, nếu không phải việc quan hệ toàn bộ Lâm gia chính trị bản đồ, hắn căn bản không có khả năng xuất ra đi. Hiện tại tốt, xuất ra đi một lần, hắn vị kia bình thường bên trong uy nghiêm mà ngưng trọng đại bá cũng chịu không được dụ hoặc rồi. Cái này đều mở miệng hướng hắn đòi hỏi, mà lại là nói lẽ thẳng khí hùng. Sau một khắc, Lâm chủ nhiệm mới khóc không ra nước mắt nhìn về phía bị mình bảo bối đồng dạng canh giữ ở gian phòng ngăn kéo bên trong điều hòa đang thực tình đau a à, thế nhưng là không phân còn không được. Không được, hay là phải cùng cái kia hèn mọn gia hỏa sớm một chút giữ gìn mối quan hệ, tê, gia hỏa này. Quá hèn mọn, không chỉ là dáng dấp hèn mọn, còn có thể cua được như vậy cực phẩm mỹ nhân để người đố kỵ, làm ra đến đồ vật cũng bị ổi như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác bắt lấy chúng ta không có cách nào cự tuyệt địa phương thở thật dài nhẹ nhõm một cái lâm chủ nhiệm trên mặt mới lại hiện lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng chuyện này mấu chốt nhất vẫn là muốn cùng tiểu triệu giữ gìn mối quan hệ a à. bất kể có phải hay không là hắn nghĩ quá nhiều có phải là đoán sai chỉ là vì về sau càng nhiều mua được điều hòa đan cũng đủ để cho hắn dốc hết sức lực cùng tiểu triệu giữ gìn mối quan hệ Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vốt 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay ShopeePay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoang Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Kéo không nổi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com PS: Cầu đô na cứu trợ CVT sống qua mùa dịch, giữa trưa ánh nắng chậm chậm vẫy xuống, kiều diễm mà không khô nóng. Bạch Lộc huyện bến xe, một đạo dẫn theo ba lô thân ảnh từ nhà ga bên trong đi ra, bình tĩnh nhìn mắt tả hữu, cũng không lý tới sẽ tả hữu vây quanh hỏi ý muốn hay không ngồi ba lượt loại hình lời nói, mới lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay số điện thoại. Hiện tại là giữa trưa 12 điểm, từ khi tối hôm qua làm ra về nhà quyết định về sau, hôm nay sau khi rời giường Triệu Hiên liền ngồi đi xe buýt chạy về quê quán huyện thành, Bạch Lộc khoảng cách tỉnh thành cũng không gần, không sai biệt lắm muốn hơn 2 giờ đường xe, sau khi rời giường ngồi xe buýt tăng thêm mua vé, chờ xe thời gian cái gì, cùng thật đến nhà lúc cũng đã đến giữa trưa hiện tại cuối cùng đến quê quán cũng là có thể cho phụ thân gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu là tại quê quán nông thôn còn là theo chân người khác cùng một chỗ tại làm trang trí cái gì vài giây đồng hồ mà thôi triệu hiên điện thoại đối diện lập tức vang lên một đạo cởi mở bên trong mang theo một tia kinh ngạc tiếng cười tiểu hiên có việc cha ta trở về cũng không có việc gì chính là trở lại thăm một chút ngươi ở đâu là ở nhà bên trong hay là ở bên ngoài đối diện một câu triệu hiên lại đột nhiên lại có chút khó chịu mặc dù phụ thân lời nói rất bình thường cười cũng rất cởi mở nhưng một câu có việc cũng không nghi ngờ nói rõ rất nhiều chuyện bởi vì bình thường không có chuyện thời điểm triệu hiên thật đúng là cơ hồ không có gọi qua điện thoại trở về ngươi trở về rồi ha ha ta tại huyện bên trong đi theo ngươi bình an thúc làm việc đâu giúp một cái cửa hàng làm trang trí ngươi trở lại ta liền cùng ngươi bình an thúc nói một chút nghỉ hai ngày Cùng nghe tới Triệu Hiên trở về lúc, đối diện Thanh Tuyến cũng lập tức trở nên kinh hỉ bắt đầu, tiếng cười cũng càng sáng lạn. "Ân, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi tìm ngươi." Triệu Hiên cũng mở miệng lần nữa, tuy nói là muốn cùng phụ thân nhiều nói vài lời, biểu đạt dưới quan tâm cái gì, thế nhưng là lời đến khóe miệng hắn lại lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu như vậy. Đi theo tại Triệu phụ cười nói ra địa điểm lúc, Triệu Hiên mới ừ một tiếng, cúp điện thoại, tiện tay chiêu một cổ chạy bằng điện xe xích lô ngồi lên triệu hiên mới cầm lấy ba lô nhìn một chút trong mắt bao nhiêu có một tia trấn an lần này trở về hắn cũng cho phụ thân mua ít đồ nói đến cũng là đang nghĩ lên nên mua cái gì trở về lúc hắn mới có hơi lúng cuốn bởi vì làm căn bản không biết phụ thân thích gì cũng may hắn biết phụ thân bình thường hút thuốc rất lợi hại cũng liền mua mấy đầu thuốc xịn đã trở về liền phải để hắn nghỉ ngơi một chút qua qua ngày tốt lành ta hiện tại cũng kiếm tiền đâu còn có thể để cho hắn một mực tại đồng ruộng cùng trang trí đội ở giữa chạy tới chạy lui trong lòng hiện lên một tia suy tư triệu hiên chỗ xe xích lô lại cũng không bình ổn một mực có chút lúc ẩn lúc hiện lắc lư bất quá huyện thành nhỏ chính là như vậy bạch lộc thân là huyện khu kỳ thật phát triển cũng không tính phồn hoa không nói những cái khác huyện thành bên trong xe taxi số lượng đều có hạn càng nhiều hay là chạy bằng điện xe xích lô tại đón khách trong suy tư một trận chuông điện thoại di động mới lại từ Triệu Hiên trên thân hiện vang, sáu trộn Triệu Hiên suy nghĩ, cùng bắt lại xem xét, hắn mới phát hiện là Lâm Thành đánh tới. Lâm Thiếu Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Triệu Hiên hay là bình tĩnh cười cười. Triệu Lão Đệ, ngươi ở đâu? Ta có chút sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Triệu Hiên cười rất bình tĩnh, nhưng điện thoại đối diện Lâm Thành lại rõ ràng có chút khẩn trương, lời nói ra cũng là một mảnh nghiêm túc làm sao rồi? Triệu Hiên nghe đối diện nghiêm túc mà thấp thỏm ngữ khí mới lần nữa hồ nghi, cầu hắn hỗ trợ. Cái này từ đều dùng đến cầu tới rồi. Nói đến sự tình cũng có chút đường đột, tất cả đều là ta một người phỏng đoán, nếu là có chỗ nào không đúng, hy vọng Triệu Lão đệ đừng thấy lạ. Lâm Thành nhưng không có nói thẳng chuyện gì, mà là dẫn đầu khách khí biểu đạt quan điểm, sau đó trầm mặt một chút, mới đột nhiên nghiêm túc mở miệng, Triệu Lão đệ, Vương A Di mạng cuối nhũ tuyến ung thư, có phải hay không là ngươi trị tốt?" Triệu Hiên dừng lại, Lâm Thành đột nhiên gọi điện thoại cho mình tới vậy mà là hỏi cái này. "Hắn? Nếu là tại bình thường, ta nếu là nghĩ như vậy không thể nghi ngờ là ý nghĩ hảo huyền, nhưng ngươi lấy ra điều hòa đang lại thực tế quá làm cho người kinh nghi, mà Vương A Di lại là trưởng bối của ngươi, tại ngươi đi tỉnh thành sau lại đột nhiên gặp sinh mệnh kỳ tích, mà lại bất bệnh viện một vị khối u khoa trung y lão chuyên gia còn suy đoán Vương A Di khỏi bệnh chuyển, khả năng có dược vật tác dụng, mặc dù đây chỉ là suy đoán, không bỏ ra nổi chứng cứ gì, bất bệnh viện nội bộ cũng. Có rất lớn tranh luận, rất nhiều người cũng không tin, nhưng triệu lão đệ ngươi lại có thể cầm được ra điều hòa đan loại vật này, nàng lại là tại sao khi ngươi tới chuyển biến tốt đẹp, ta coi như nghĩ không nghi ngờ ngươi cũng khó khăn. Bên kia lâm đại thiếu lại tại triệu hiên trong kinh ngạc, cũng không có cùng Triệu Hiên đáp lời, chỉ là dẫn đầu nói ra suy đoán của mình. Đây là ăn ngay nói thật, nếu như không có điều hòa đang, khi Vương Tuệ Hà thời kỳ cuối nhũ tuyến ung thư có chuyển biến tốt hắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến Triệu Hiên trên đầu, nếu như không có vị kia trung y lão chuyên gia phán đoán, hắn cũng sẽ không muốn quá nhiều, nhưng tất cả mọi chuyện chung vào một chỗ, hắn coi như không nghĩ quá nhiều cũng khó khăn. Triệu Hiên lại lại một lần nữa trầm mặt, bất quá trong trầm mặt lại ít nhiều có chút kinh ngạc, cái này Lâm Thành, rất thông minh a. À. Đương nhiên coi như Triệu Hiên sẽ kinh ngạc, cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cũng không có có gánh nặng trong lòng, chỉ là cổ quái cười cười, bởi vì hắn cũng không ngại bị ai đoán ra bản thân có bao nhiêu thần bí, lúc trước đem khứ ý đang mại nhỏ đút cho Vương Tuệ Hà, chỉ là ngay từ đầu đối khứ ý đang không có lòng tin, sợ nói nhiều bên kia càng thất vọng mà thôi. Mà coi như thật bị ai đoán được hắn cũng sẽ không quá để ý, dù sao khác cái gì cũng không nói, hắn bán đi điều hòa đang vốn là rất thần bí rất để người khiếp sợ đồ vật. Cái này đều đã bị trương cửu quân cùng Lâm Thành biết, vậy coi như đối phương lại cảm thấy mình càng thần bí một chút, lại có quan hệ gì? Triệu lão đệ, ngươi đừng vội phủ nhận, sự tình là như vậy, ta có một một trưởng bối tình trạng cơ thể rất tồi tệ, đã đến sắp chết mất tình trạng, cho nên ta mới có thể cho ngươi gọi cú điện thoại này, nếu như ta đoán sai ngươi coi như ta chưa nói qua, nếu như ta đoán đúng, kia hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần, cái này đại ân không chỉ là ta, lâm gia chúng ta cũng sẽ khắc trong tâm khảm, tính lão ca cầu ngươi, nếu như ngươi có năng lực, thật hy vọng ngươi có thể giúp ta một đêm. Tại Triệu Hiên lại một lần trong trầm mặt, Lâm Thành lại mở miệng lần nữa, vẫn như cũ là một mảnh nghiêm túc mà thành khẩn. Trên thực tế, giờ phút này ở xa tỉnh Thành Lâm Thành cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền muốn đem sự tình ngay thẳng nói cho Triệu Hiên, hắn tối hôm qua sẽ đi tìm lâm bí thư chính là sợ thời gian không chờ người, phương lão gia tử thân thể đợi không được hắn đi chậm rãi cùng triệu hiên giao lưu làm sâu sắc tình cảm, mới đi một bước kia cờ. Mà bây giờ lâm thành càng là may mắn không thôi, từ khi lâm bí thư biết điều hòa đang thần kỳ, còn có tại sáng hôm nay nhìn vương huệ bệnh lý báo cáo về sau, lập tức liền đồng ý lâm thành đề nghị, phát động lực lượng đi tìm hiểu phương lão gia tử bệnh tình. Lâm Bí Thư tự thân là một phương đại quan, lời nói ra chắc chắn sẽ không quá trò đùa cho nên có vị này xuất mã xa ở kinh thành lâm bộ trưởng mặc dù còn có chút kinh nghi bất định nhưng vẫn là đi làm việc lâm gia mặc dù không phải đỉnh cấp thế gia nhưng cũng là một môn hai phó bộ cấp cán bộ nòng cốt có mạng lưới quan hệ của mình tăng thêm phương lão gia tử bệnh cũng không phải quá lớn bí mật cho nên rất nhanh liền tìm hiểu ra tường tình tường tình chính là phương lão gia tử đã kéo không nổi Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vốt 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay ShopeePay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoang Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Ngươi thật thông minh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com PS. Cầu đô na cứu trợ CVT sống qua mùa dịch, phương gia vị lão gia kia phải cũng không phải là ung thư loại hình bệnh nan y, mà là mấy chục năm bệnh nhẹ vô hạn kéo lớn, kéo đến bây giờ đã không cách nào trị liệu mới nguy hiểm đến sinh mệnh, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể bị tìm hiểu ra vị lão gia kia không tính là khai quốc người có công lớn, sinh ra ở thế kỷ trước thập kỷ 20 sơ, tại thế chiến thứ hai trong lúc đó kia đoạn náo động tuế nguyệt chỉ có thể coi là thanh niên tướng lĩnh, kháng chiến lúc bộc phát bất quá là 16, 17 tuổi, nhưng sau đó mấy năm lại dần dần trở thành cực chói mắt thanh niên tướng lĩnh, mặc dù niên kỷ tiểu lại bởi vì dám đánh dám liều, tại chiến tranh kết thúc lúc đã là trong quân cực chói mắt tân quý, không phải khai quốc người có công lớn, nhưng vẫn như cũ là thanh danh hiển hách bất quá dám đánh dám liều đại giới chính là vị thanh niên tướng lãnh này thân thể tại lần lượt trong chiến dịch phận lưng không chỉ một lần hai lần bị vết thương đạn bắn ngay lúc đó chữa bệnh trình độ có hạn lấy ra mảnh đạn về sau phương lão cũng không có đạt được kịp thời nghỉ ngơi ảnh hưởng xương sống thần kinh đợi đến hòa bình niên đại lúc phương lão xương sống liền xảy ra vấn đề bất quá khi đó hắn còn trẻ cũng không xem ra gì tăng thêm khi đó chữa bệnh trình độ vẫn như cũ có hạn cho nên lề mà lề mề kiên trì, dẫn đến xương sống eo chất dị thường lơi lỏng, dây chặn bệnh biến, tăng thêm sụn đệm cột sống đột xuất, càng chết là xương cổ đã từng bị vết thương đạn bắn chứng viêm xâm nhập, tạo thành bệnh mãn tính biến, thần kinh bị hao tổn về sau. Muốn nghịch chuyển là rất khó. Đợi đến thế giới chữa bệnh trình độ lại một lần lần phát triển tiến bộ, bay vọt về sau, phương lão thân thể đã bị bệnh mãn tính biến đến không thể nghịch chuyển trình độ nhất là đến bây giờ càng là toàn thân tê liệt hô hấp khó khăn, chỉ có thể hút dưỡng duy trì sinh mệnh, mở ra thực quản tiếp tế dịch dinh dưỡng. Cộng thêm trí nhớ suy yếu, khí quan bắt đầu suy kiệt. Tăng thêm Phương lão hiện tại cũng có 90 tuổi cao tuổi, tổ chức thân thể vốn là không so được người trẻ tuổi, cho nên dù là Phương gia đã tại lão gia tử cả một đời từng bước một cố gắng cùng cầm giữ dưới, trở thành trong nước khổng lồ nhất thế gia một trong, có đại lượng quốc thủ danh y tại hầu hạ vẫn như cũ là vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão nhân từng bước một đi hướng tử vong. Đây là đang buổi sáng hôm nay Lâm Bí thư phát lực về sau, xa ở kinh thành người Lâm gia toàn lực tìm hiểu ra kết quả, toàn thân tê liệt, dựa vào cung cấp oxy hệ thống hô hấp, mở ra thực quản tiếp tế ảnh hưởng vậy, trí nhớ suy yếu, khí quan suy kiệt, không có chỗ nào mà không phải là để người kinh tâm tình huống. Cho nên coi như Lâm Thành bắt đầu còn muốn lấy chậm rãi cùng Triệu Hiên chấp nối cũng biết hắn cùng Triệu Hiên dưới mắt quan hệ cũng không sâu, nhưng hắn cũng không thể không khi lấy được tin tức xác thực sau lập tức lại gọi điện thoại tới, nếu là thật sự phải chờ đợi, đoán chừng hắn còn không có cùng Tiểu Triệu thành lập được quan hệ mật thiết, Phương Lão gia tử liền đi. Cho nên coi như hắn cùng Triệu Hiên không quen, lúc này cũng không thể không mặc dạng mày dậy nói ra những lời này, nói một cái cầu chữ, cũng thực tế không đáng ngoài ý muốn, như Triệu Hiên thật có thể giúp được bận biểu, vậy liền quan hệ đến lâm gia toàn cả gia tộc phùng vinh, quan hệ đến lâm thành về sau cả một đời con đường. Nếu thật có thể hữu dụng lâm thành thật không ngại hảo hảo cầu dưới triệu hiên hỗ trợ. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì lâm thành cùng triệu hiên không quen, nếu là thái độ không tốt một chút đối phương dựa vào cái gì giúp hắn, hơn nữa còn việc quan hệ cơ mật. Nếu như thái độ không được triệu hiên hoàn toàn có thể tùy tiện liền thoái thác, dù sao những sự tình kia cũng chỉ là suy đoán của hắn, triệu hiên coi như thoái thác, người ở bên ngoài kia bên trong cũng tìm không ra một điểm mau bệnh đương nhiên tại lần này giải thích bên trong lâm thành cũng không có nói phương lão thân phận địa vị cũng không nói phương gia cùng lâm gia quan hệ kỳ thật cũng không nhiều thân mật chỉ là một mực lấy trưởng bối xưng chi nói rõ chi tiết phương lão bệnh tình cùng sự tình triệt để kể xong ở xa huyện thành triệu hiên ngược lại lần nữa sửng sốt một chút sững sờ nhìn điện thoại di động một chút lòng tràn đầy cổ quái hắn bắt đầu mặc dù không lo lắng bị ai đoán được cái gì nhưng cũng không có ý định thừa nhận cái gì liền để lâm thành mình suy nghĩ lung tung được rồi nhưng bây giờ lâm thành đều ngữ khí nói nghiêm túc ra cầu cái chữ này hắn lại có chút xấu hổ cự tuyệt dù sao theo lâm thành nói chuyện này việc quan hệ lâm thành một một trưởng bối tính mệnh hắn cùng lâm thành mặc dù giao tình không coi là nhiều sâu nhưng đối lâm thành cảm giác cũng không tệ nhất là lâm thành cũng đã giúp hắn một lần coi như hắn còn đối phương lần trước ân tình vậy cái này giao tình cơ sở cũng ra nếu là lúc này không chút do dự cự tuyệt, tự hồ có chút khó. Cảm thấy chữ nhỏ một tiếng, Triệu Hiên rất nhanh liền lại nở nụ cười khổ. Được rồi, nếu là Lâm Đại Thiếu đều nói ra cầu hắn hỗ trợ, mình liền giúp một đêm, dù sao Triệu Hiên cũng coi như đem Lâm Thiếu làm bằng hữu nhìn. Mà hắn cũng cũng không ngại mình bị người khác thần bí hóa, đây cũng là nói nhảm, có huyết đồ ký ức, hắn về sau tại trong mắt người bình thường sẽ chỉ càng ngày càng thần bí, như một mực đem tất cả mọi thứ đều che che lấp lấp mình phải mệt chết mà lại lâm thành dù sao cũng là biết điều hòa đang tồn tại hắn đã ở bên kia đủ thần bí lại nhiều để bên kia biết một cái khứ ý đang cũng không có gì lớn không được trong này chủ yếu nhất vẫn là hắn cảm thấy lâm thiếu người không sai nếu không tiểu triệu cũng không có tốt như vậy nói chuyện cười khổ sau triệu hiên mới cổ quái nói lâm ca ngươi cái tên này tốt a à, ngươi thật thông minh đoán đúng Vương A Di thời kỳ cuối ung thư đích thật là ta dở trò quỷ, bất quá ngươi nói vị trưởng bối kia ta cũng không có nắm chắc, nhiều nhất thử một lần đi. Cái gì? Thật là ngươi. Nghe xong lời này, điện thoại đối diện Lâm Thành cũng lập tức kích động, âm thanh kích động đều bén nhọn, càng là lập tức kích động nói, ta sát, thật đúng là ngươi a, à. ta liền biết ngươi tiểu tử này đủ thần bí, ngươi ở đâu? Lần này Đại Ân ta cũng không nhiều lời, về sau chúng ta thấy được động triệu hiên dừng một chút mới cổ quái nói ngươi cũng không nói sớm ta hiện tại về nhà tại quê quán huyện thành là rất cổ quái coi như buổi sáng hôm nay lâm thiếu gọi cú điện thoại này hắn đều có thể tiện tay đem trong tay khứ ý đang cho đối phương hắn hôm qua luyện ra hai viên khứ ý đang cái này không vừa vặn thừa hơn một cái a à. nhưng bây giờ mình chạy về đến bên kia mới nói đích xác đủ không khéo ngươi về nhà rồi không có việc gì ta lập tức xin phép nghỉ ta lập tức xin phép nghỉ đi tìm ngươi, ha ha, triệu lão đệ, ngươi. Ngươi để ta nói thế nào ngươi? Lâm Thành cũng bỗng nhiên sửng sốt một chút, bất quá vẫn là rất nhanh kích động cười vui nói. Cái này hoàn toàn không phải sự tình a, à, chỉ cần triệu hiên thật sự có hy vọng có thể trị liệu phương lão bệnh, chỉ là để hắn xin nghỉ nửa ngày, cái này có thể tính sự tình a. À. Vậy được, ta chờ ngươi, ngươi đến điện thoại cho ta đi. Triệu Hiên cũng vừa cười nói vài câu mới cúp điện thoại. Mà tại cái này một điện thoại đánh xong về sau, Triệu Hiên cưỡi xe xích lô cũng ngừng lại, lái xe càng cười quay đầu một giọng nói đến. Triệu Hiên trả tiền xuống xe, đứng tại ven đường nhìn thoáng qua lập tức liền phát hiện ven đường một cái diện tích cũng không phải là rất lớn, còn đang trang trí bề ngoài phòng, tiệm này mặt cũng chính là ba bốn mươi bình, phòng lý chính có lần lượt từng thân ảnh tại vừa đi vừa về hoạt động, bên trong thân ảnh Triệu Hiên một chút quét tới nhưng cũng là không tiểu một bộ phân đều biết. Nói trắng ra, phụ thân chỗ trang trí đội chính là quê quán làng bên trong một cái láng diện trưởng bối kéo lên, lôi ra người tới cũng phần lớn đều là một cái làng bên trong, hoặc là tới gần làng bên trong, Triệu Hiên nhận biết hoặc là cảm thấy nhìn quen mắt rất bình thường. Hắn càng là liếc mắt liền thấy ngay tại mang theo một cái bàn chải, bạch chọc vào đến soát tường phụ thân. Triệu phụ năm nay 41 tuổi, vóc dáng không cao, chỉ có một M65, màu da có chút đen, khuôn mặt cũng là phổ thông công chính, bất quá bởi vì lâu dài lao động lại có chút trông có vẻ già, cùng những cái kia sống an nhàn sung sướng người so ra, đoán chừng sau so 45 sáu người đều càng huyền lão một chút, trang trí mặt quần áo cũng là trách trách rưới rưới, vết bẩn gắn đây. Triệu Hiên khóe mắt chua chua mới dậm chân đi tới, cơ hồ là tại đồng thời, phòng bên trong đang lao động mấy người cũng có mắt sắc nhìn thấy Triệu Hiên, lập tức liền hướng về phía Triệu Hiên cười cười, mới quay đầu hướng về phía triệu phụ nói, vai nam mặt đỏ ca. Ngay tại soát tường triệu hồng sinh ngừng tạm, theo đối phương gọi hướng nhìn ra ngoài, trên mặt cũng lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng, tiểu hiên, ngươi trước chờ một chút, ta và ngươi bình an thúc nói qua, buổi trưa làm xong, buổi chiều ta liền nghỉ ngơi. Tiểu hiên trở về rồi. À, chúng ta thông sinh viên trở về. Ngồi kia nghỉ một lát đi, chờ một lát liền tốt một đám làng bên trong bên trong thanh niên nam tử cũng nhao nhao cười hướng Triệu Hiên chào hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vốt 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay ShopeePay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoang Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78. Vùng cái này láo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Donat cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Cha, bình an thúc. Triệu Hiên đồng dạng cười một một chiêu hô. Quen thuộc người tự nhiên có thể thuận miệng kêu đi ra, chưa quen thuộc cũng có người chủ động giới thiệu mà tại chào hỏi bên trong triệu hiên càng là cầm súng ba lô đem bên trong đã sớm xé mở khói một bao bao lấy ra chủ động đưa tới a à, tiểu hiên ngươi phát tài mềm trung hoa đây chính là thuốc xịn a à, vai nam mặt đỏ ca xem ra nhà ngươi triệu hiên thật sự là phát mềm trung hoa một bao đều hơn mấy chục đâu tại triệu hiên phát khói thời điểm vốn chỉ là tùy ý chào hỏi triệu hiên các trưởng bối mới nhau nhau kinh ngạc một đêm, từng cái đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, những vẻ mặt này cũng làm cho triệu phụ trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, bất quá rất nhanh hay là hồ nghi mà đau lòng nhìn về phía triệu hiên. Có thể để cho nhiều như vậy cùng thế hệ người quen cầm kinh ngạc ánh mắt nhìn sang, Triệu Hồng sinh đích thật là có chút đắc ý, nhi tử có thể xuất ra thuốc xịn chiêu đãi hắn cũng là tăng lên gấp bội mặt mũi. Làm vì phụ thân, nhi tử nếu như lẫn vào tốt, chỉ sợ sẽ là nó cả đời lớn nhất thỏa mãn. Nhưng hắn lại biết Triệu Hiên sau khi tốt nghiệp chỉ là tìm một cái đưa chuyển phát nhanh làm việc, làm sao có thể có tư bản tùy tiện đưa cho người khác một bao mềm Trung Hoa. Loại này khói thế nhưng là hơn mấy chục khối một bao A. À. Hắn biết Triệu Hiên làm chính là chuyển phát nhanh nhân viên làm, tân tân khổ khổ một tháng, tiền lương cũng có hai ba ngàn, mua cái một đầu mềm Trung Hoa cũng là mua được, nhưng là cái này quá lãng phí đi. Cha, ta còn không có nói với ngươi đâu ta đổi việc phụ thân hồ nghi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thậm chí là sớm có đoán trước dù sao phụ thân rõ ràng hắn vốn chỉ là đưa chuyển phát nhanh cái kia bên trong là tán lên tốt như vậy khói huống chi triệu hiên còn chuẩn bị lấy tiền hiếu kính phụ thân nếu là không có thích hợp nguyên nhân chỉ sợ lấy phụ thân đàng hoàng vốn phân căn bản cũng không dám đón hắn hiếu kính tiền cho nên triệu hiên tại khói tan quá trình bên trong mới cười giải thích huyết đồ ký ức loại sự tình này không tốt nói rõ cũng giải thích không rõ ràng nhưng tùy tiện tìm một chút lý do khác để phụ thân tiếp nhận mình phát tài sự thật cũng rất dễ dàng ồ đổi cái gì công việc nghe lời này triệu phụ mới hai mắt tỏa sáng liền ngay cả phòng bên trong những người khác cũng nhao nhao nhìn lại triệu hiên ngược lại là cười nói là vận khí ta tốt trùng hợp giúp một cái đại lão bản đại ân hắn đưa một chút tạ lễ cho ta ta đẩy đều đẩy không xong còn nói muốn giúp ta an bài công tác mới, bây giờ còn chưa xác định. Lời nói sau khi hạ xuống, phòng bên trong những người khác rõ ràng đều thần sắc cổ quái. Tiểu Hiên, ngươi giúp người ta cái gì bận biểu? Ha ha, chúng ta loại người này còn có thể giúp kẻ có tiền đại ân. Làm sao không thể, ta ngày đó đưa chuyển phát nhanh đâu, đi ngang qua một quán rượu, kết quả một đám uống nhiều người tại khách sạn bên ngoài say khước đâu, có người đột nhiên liền xông ra đường cái, kém chút bị xe đụng tay ta mau đỡ hắn một đêm ai nghĩ đến hắn làm tỉnh lại sau nhất định phải cám ơn ta cho ta một trăm nghìn khối tạ lễ ta làm sao đẩy đều đẩy không xong mỗi ngày kiên trì muốn tặng cho ta còn muốn an bài cho ta công việc tốt triệu hiên yên lặng cười một tiếng đây chính là hắn tùy tiện nghĩ ra được lấy cớ loại sự tình này phát sinh xác suất cũng không thấp trong nước rượu ngon nam vô số người uống nhiều tại khách sạn bên ngoài khoác lát đánh cái rắm thời điểm có kia uống quá nhiều không cẩn thận xong ra đường cái rất bình thường, cho nên cùng câu nói này sau khi hạ xuống, một phòng toàn người lần nữa toàn bộ ngạc nhiên, tất cả đều ngốc ngốc nhìn xem Triệu Hiên. Việc này suy nghĩ một chút thật là có khả năng phát sinh, trông thấy người uống say tại ven đường loạn lắc lư, xông ra đường cái. Loại sự tình này cơ hồ ai cũng nhìn thấy qua không chỉ một lần hai lần đi, nhưng là nam nhân kia bị Triệu Hiên đẩy một đêm thanh tỉnh sau cố gắng nhét cho Triệu Hiên một trăm nghìn tạ lễ. 100 nghìn a, đây đối với một ban nông dân thêm thợ sửa chữa đến nói, thật là không phải số lượng nhỏ, mà lại bên kia trả lại triệu hiên an bài tốt làm việc. Đây cũng quá để người ao ước đi. Nhưng mảnh nghĩ một hồi nếu như đối phương thật sự là đại lão bản, đại nhân vật, kia triệu hiên nhưng tương đương cứu đối phương một mạng, người ta thật muốn hậu báo một chút, cũng không có gì không ổn. T sững sờ qua sau một phòng đều là hít khí lạnh thanh âm sau đó có không ít người đều đỏ mắt không thôi nhìn về phía Triệu Hiên, tiểu tử này vận khí quá tốt đi. Bất quá Triệu Hiên chính mình cũng nói, đó chính là hắn vận khí tốt. Tiểu tử ngươi, phát, phát A, à, lập tức được 100.000, đằng sau còn có công việc tốt đâu, cái này khói ngươi thúc phải rút. Vài nam mặt đỏ ca, ta nhìn hai người các ngươi về sau đều phát, tiện tay liền cho tiểu hiên một trăm nghìn phải là bao lớn nhân vật, vứt ra tiền đều đỉnh ngươi tồn cái gần mười năm tiền về sau tiểu tử này khẳng định phát đạt. a, à, Triệu Hiên thế nào nói cứu hắn một mạng, những người có tiền kia mệnh cũng không có như vậy tiện, ta nhìn tiếp theo muốn cho tiểu Triệu an bài làm việc khẳng định là không tầm thường công việc tốt. Triệu Hiên, ngươi lập tức nhặt một trăm nghìn, cũng không thể liền cái này một gói thuốc lá đem ngươi thúc đuổi, giữa trưa phải mời khách, muốn mời khách. Một bao bao mềm Trung Hoa ngay tại chỗ xé mở, phòng bên trong lập tức trở nên thôn vân thổ vụ một phòng toàn người đều không tâm tư tiếp tục làm việc, đây chính là đại hảo sự A, liền ngay cả triệu hồng sinh cũng tại hơi hồ nghi bên trong bắt đầu trở nên kích động lên, hắn là có chút không dám tin tưởng nhi tử có thể gặp được loại chuyện tốt này, nhưng nhìn triệu hiên tiện tay xuất ra một đầu mềm trung hoa, tràn ra đi đều có hơn phân nửa đầu, cái kia bên trong là hắn trước kia thu nhập thủy. Bình có thể làm. À, ngươi cứu hắn một lần hắn muốn cảm ơn ngươi, tìm việc làm cho ngươi cũng không có gì, bất quá lập tức đưa tới một trăm nghìn có phải là nhiều lắm trong sự kích động triệu hồng sinh xoa xoa tay cũng không biết nên nói cái gì ta cũng không có cách không thu đều không được ngươi không biết hắn nhiều dính người mà lại một trăm nghìn khối đối chúng ta đến nói rất nhiều nhưng đối với hắn đoán chừng cũng thật không coi là nhiều ngươi là không biết người kia lái xe tử đều là ba bốn triệu xe sang còn không chỉ một cổ triệu hiên cũng lại xé mở một gói thuốc lá đưa cho phụ thân vùng cái này láo chủ yếu chính là vì nói cho phụ thân mình có tiền, còn có tốt kỳ ngộ, về sau coi như hắn lấy thêm ra lớn đem tiền trở về cũng có thể thuận thế giải thích, có dạng này cơ sở mới tốt để phụ thân an tâm đi hưởng thụ sinh hoạt. Vùng cái này láo hắn đồng dạng không sợ để lộ, lớn không được tìm xem trương cửu quân tới giúp mình tròn dưới láo, đoán chừng dạng này chuyện nhỏ, trương lão bản khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Cùng câu nói này rơi xuống đất, phòng bên trong lần nữa một trận cuồng rút hơi lạnh thanh âm. Một trăm nghìn khối đối bọn hắn đều là rất lớn xung kích, huống chi là ba, bốn triệu một cổ xe, còn không chỉ một cổ. À, nhà ngươi triệu hiên thật sự là gặp may mắn. Chật chật, mở ba, bốn triệu xe, còn không chỉ một cổ, cái này cần là ức vạn phú ông đi, ngươi cứu ức vạn phú ông một mạng, người ta cho ngươi một trăm nghìn làm tạ lễ, thật không nhiều, không tốt ta đoán chừng ngươi công việc sau này khẳng định cũng được hâm mộ chết ngươi. Cha, trương này Kari chính là kia một trăm nghìn khối, bên cạnh ta còn có, những này ngươi cầm hoa đi. Tại phòng bên trong những người khác nhau nhau sợ hãi tháng phục lúc, Triệu Hiên cũng từ túi tiền bên trong lấy ra một tấm thẻ, cái này carry đích thật là một trăm nghìn, trước đó hơn ba mươi cho vương bội khẩn cấp, bất quá về sau hai lần điều hòa đang lại bán đi một hai trăm lần đầu tiên là một ba mươi nghìn lần thứ hai cho Lâm Thành giảm 50% hơn 50 ngàn Triệu Hiên tay bên trong lưu lại một bộ phân, còn lại liền tất cả trương này ri Nhưng đưa tới thời điểm Triệu Phụ ngược lại là sững sờ, sau đó lập tức khoát tay, tiền này ta cũng không thể hoa, ngươi giữ lại, ngươi còn trẻ, mua phòng ốc thành gia cái nào không cần tiền. Đừng nha, Vai năm mặt đỏ ca, tiền này ngươi cũng không thể đẩy, một mình ngươi đem tiểu tử này tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, hiện tại hắn phát đạt, hiếu kính ngươi là hẳn là a à, ngươi còn lo lắng hắn về sau a à, không có nghe người kia lái xe đều là ba bốn triệu xe sang còn không chỉ một cổ người như vậy lại bị Tiểu Hiên cứu mệnh về sau còn sầu không có phòng ở không xe a à. lần này khỏi phải Triệu Hiên thuyết phục bên người một vòng người liền nhau nhau ao ước mà cảm khái mở miệng Triệu Hiên cũng không nói lời gì đem tạp tắt tiếng vào Triệu Hồng người mới vào nghề bên trong sau đó mới cười nói mật mã chính là của ngươi sinh nhật. Triệu Hồng Sinh lúc này mới cũng thần sắc có chút phức tạp cười một tiếng, được, vậy ta liền nhận lấy, bất quá tiền này vẫn là không thể phung phí, ta liền giúp ngươi tồn lấy, chờ ngươi về sau mua phòng ốc hoặc là kết hôn muốn dùng lấy thêm ra tới. Nghe xong Triệu Phụ lời này, những người khác lần nữa nhau nhau cười nhẹ đều không tiếp tục nhiều lời, nhưng Triệu Hiên lại yên lặng cười khổ, quả nhiên, phụ thân còn là căn bản không nguyện ý đi hoa số tiền này hưởng thụ, mà chỉ là nghĩ giúp mình tích trữ. Bất quá hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, phụ thân quan niệm muốn một chút xíu chuyển biến mới được, không có khả năng nói một cái trung thực vất vả cả một đời người, lập tức lập tức liền có thể an tâm đi hưởng thụ thoải mái sinh hoạt, có cái này lần thứ nhất cũng có cái cớ thật hay, về sau nhanh lời ít tiền đem phòng ở xe giải quyết, đoán chừng phụ thân liền sẽ không như thế dè chừng vì chính mình tiết kiệm tiền. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau vút năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, Donate cho converter, đối với momo, Viettela, zalopay hay shopeepay, 0777998892 mb băng, 0942478892 phan vu hoang anh đa tả các đạo hữu đã đọc truyện, bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Tự tư Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com PS. Cầu Donald cứu trợ CVT sống qua mùa dịch, chuyện gì cao hứng như vậy? Ngay tại phòng bên trong một đám người náo nhiệt đàm luận, thậm chí đều không ai lại đi vội vàng làm việc, mà toàn bộ bị chuyển di chú ý đều đang đàm luận tiểu triệu việc này lúc, cửa hàng bên ngoài lại lặng yên đi tới một thân ảnh, cùng đẩy cửa ra về sau nhìn thấy phòng bên trong nhiệt liệt bầu không khí lập tức cũng mở miệng cười. A, à, Hồng Mai đến rồi. Hồng Mai tỷ đến, a, à, chính đuổi kịp thời điểm tốt, ta nhưng chính khác đâu. Cùng người vừa tới lên tiếng về sau, phòng bên trong mới có không ít người mới phát hiện như nhau nhau quay đầu nhìn lại, đương nhiên cũng có người kỳ thật sớm liền thấy từ ngoài cửa đi tới thân ảnh, bất quá trước đó cũng không có lên tiếng, liền ngay cả hiện tại cũng chỉ là hướng vừa tiến đến Giang Hồng Mai cười cười, sau đó cầm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Triệu Hồng Sinh, cùng Triệu Hiên. À, làm sao ngươi tới? Triệu Hồng Sinh là thuộc về trước đó không có chú ý tới người tới hàng ngũ, bởi vì hắn vừa rồi chỉ lo cùng Triệu Hiên nói chuyện, giờ phút này mới bao nhiêu mang theo một vẻ bối rối nhìn Giang Hồng Mai, lại vội vàng liếc Triệu Hiên một chút. Làm sao? Giang Hồng Mai dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, mình không phải thường xuyên tới cho bọn hắn đưa chút đồ uống trái cây cái gì ha ha, à. Phòng bên trong những người khác nhưng cũng rất nhanh nhau nhau thôn vân thổ vụ phát ra từng tiếng cười nhẹ, ánh mắt bao nhiêu cũng đều mang một tia cổ quái, không đứng ở triệu hồng sinh phụ tử cùng giang hồng mai thân bên trên qua lại bày chuyển. Những cái kia ánh mắt cổ quái cũng thấy triệu hiên dần dần sinh nghi, nhìn xem phụ thân, lại nhìn cửa một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giang hồng mai, cảm thấy đột nhiên dâng lên một tia ý niệm kỳ quái, cái này cái đứng tại cổng Mỹ phụ nhân, tự hồ cùng phụ thân hắn quan hệ không đơn giản. Cổng gian Hồng Mai, dáng người không cao, một M6 đều có chút miễn cưỡng, nhìn qua cũng là chừng 40 tuổi, trắng tinh màu da, cùng phòng bên trong một ban phần lớn màu da đen nhánh người hoàn toàn khác biệt, một trương mặt trái xoan dụ nhưng đã không còn thanh xuân giàu dạt, nhưng cũng có chút động lòng người thành thục phong vận, gầy teo dáng người cũng không có đi dạng, tăng thêm coi như thời thượng trang phục, cũng đem thân hình sấn thác rất linh lung tinh tế xem như cái rất có hương vị trung niên mỹ phụ phụ thân một cảm giác được phụ thân khả năng cùng trung niên mỹ phụ này ở giữa có không bình thường quan hệ triệu hiên cảm thấy dâng lên cảm giác đầu tiên là không thoải mái mặc dù mẹ của hắn mất sớm nhưng đã thành thói quen chỉ có phụ thân mồ cô cha sinh hoạt thật sự là hắn là không quen có người tùy tiện thêm tiếng đến bất quá cái này tia không thoải mái vừa mới dâng lên triệu hiên liền lại nháy mắt im lặng cảm thấy lại một lần nữa không thể ngăn chặn dâng lên mãnh liệt cảm giác ấy nấy tới hắn sao có thể còn ích kỷ như vậy đúng vậy triệu hiên mẹ để tại hắn còn chưa bắt đầu đọc tiểu học liền chết bệnh khi đó hắn hay là vừa ký sự từ đó về sau vẫn luôn là triệu hồng sinh đã làm cha lại làm mẹ tay phân tay nước tiểu đem hắn nuôi lớn thời điểm đó triệu hiên ngay từ đầu rất không quen không có mẫu thân sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể nào tiếp thu được mẫu thân rời đi sự thật thường xuyên phát tiểu hài tử tính tình đem triệu hồng sinh dày vào sức đầu mẹ tráng bất quá người phụ thân này nhưng xưa nay chưa nói qua cái gì đối với hắn cũng chỉ có yêu chiều. từ nhỏ đến lớn càng là ngay cả mắng đều không có mắng qua triệu hiên một lần hài tử khác thành tích không tốt khả năng gặp khắc nghiệt trăng dạy quản giáo nhưng triệu hồng sinh không có hài tử khác nghịch ngợm gây sự khả năng nhận gia trưởng nghiêm khắc của trách nhưng triệu hiên không có từ nhỏ đến lớn người phụ thân này đối Triệu Hiên vẫn luôn là yêu chiều, vô điều kiện yêu chiều. Triệu Hiên khi còn bé hắn một lòng nhào vào Triệu Hiên trên thân, cùng Triệu Hiên hơi lớn một điểm, bên trên tiểu học về sau, làng bên trong cũng có người bắt đầu tác hợp cho Triệu Hồng sinh tục huyền, thời điểm đó Triệu Hồng sinh, cũng liền 25, 16 tuổi. Bất quá cùng Triệu Hồng sinh thử thăm dò đùa hỏi tiểu học Triệu Hiên có nguyện ý hay không lại tìm cái mụ mụ lúc, bởi vì Triệu Hiên vẫn không thể nào quên mẹ đẻ, cho nên không chút do dự lựa chọn không muốn. Khi Triệu Hồng Sinh thử thăm dò để nhà gái tiếp xúc dưới Triệu Hiên lúc, Triệu Hiên cũng là vừa khóc vừa gào, kết quả Triệu Hồng Sinh liền lại không cùng đối phương liên hệ, vẫn như cũng một mực độc thân xuống dưới. Lại về sau Triệu Hiên bên trên trung học cơ sở thời điểm, Triệu Hồng Sinh không biết lúc nào cùng sát vách đại đội một cái quả phụ quen lên, nhưng chỉ là bởi vì có lần Triệu Hiên tan học về nhà, kia quả phụ cũng tới Triệu gia một lần, Triệu Hiên lại lớn phát cáo, từ nay về sau, Triệu Hồng Sinh liền lại đoạn tuyệt cùng bên kia lui tới, cho tới bây giờ. Trước kia Triệu Hiên là nhỏ, quá tiểu, mặc kệ là lên tiểu học hay là trung học cơ sở, đều bởi vì niên kỷ quá tiểu căn bản không hiểu chuyện, có thể tại trước mặt phụ thân làm ấu, phụ thân cũng chỉ sẽ bởi vì hắn là tiểu hài tử mà sủng ái hắn. Nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại im lặng quay đầu Triệu Hiên mới rất khó chịu phát hiện, bởi vì chính mình phụ thân đã độc thân gần 20 năm mà lại là nhân sinh bên trong quý giá nhất 20 năm tuế nguyệt. Như vậy hiện tại nhìn thấy phụ thân tựa hồ cùng một cái xa lạ trung niên phụ nhân có lui tới, hắn dựa vào cái gì không thoải mái. Hắn dựa vào cái gì đi ngăn cản phụ thân truy cầu hạnh phúc của mình. Dù sao Triệu Hồng sinh năm nay mới bất quá 41 tuổi, vẫn như cũ là đang lúc tráng niên. Chẳng lẽ hắn còn muốn kế tiếp theo tự tư không để ý chút nào phụ thân cảm thụ. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hiên cảm thấy cảm giác ấy nấy cơ hồ là cản cũng ngăn không được, bắt đầu mãnh liệt dưới đáy lòng tràn lan. Tiểu Hiên, đây là Mai Tỷ, Mai Tỷ trước kia phòng ở là chúng ta trang trí, ta phụ trách khối kia không có chuẩn bị cho tốt, mấy ngày nay Mai Tỷ một mực tại tìm ta đàm, ta đang chuẩn bị rút thời gian trôi qua giúp nàng một lần nữa sửa sang một chút. À, Mai Tỷ, ngươi khách khí như vậy, tới còn mang đồ vật, sự kiện kia là ta làm không đúng, ngươi còn như vậy ta thật là biết hổ thẹn tại Triệu Hiên tâm tư xoay chuyển lúc, một bên Triệu Hồng Sinh mới vội vàng quay đầu, mang theo một vẻ khẩn trương cùng mất tự nhiên, miễn cưỡng cười hướng Triệu Hiên giải thích, giải thích một lần mới lại lập tức nhìn về phía cổng gian hồng mai, trong mắt mang theo một tia ấy nấy. Nhưng càng nhiều hay là khẩn trương, tự hồ sợ Triệu Hiên phát hiện cái gì mà không nhanh. Không có việc gì, các ngươi cũng rất không dễ dàng, đại hạ trời như thế vội vàng làm việc, cũng thật mệt mỏi, ta à chính là tới hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thời gian, chủ yếu là phòng vệ sinh khối kia không chuẩn bị cho tốt, quá ảnh hưởng sinh hoạt, ta cũng liền cầm mấy quả táo, mấy bình nước, không có gì. Tại Triệu Hồng sinh khẩn trương lời nói dưới, đối diện Giang Hồng Mai cũng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, rất tự nhiên nói tiếp. Bất quá tại nàng nói lời này lúc, Triệu Hiên đã ngẩng đầu nhìn lại, lại rõ ràng nhìn thấy Giang Hồng Mai đáy mắt hiện lên một tia khó chịu cùng thất lạc. Ha ha, mai tỷ vậy liền tạ ngươi yên tâm ngươi điểm kia sự tình vai nam mặt đỏ ca rất nhanh liền có thể giải quyết không cần quá nhiều thời gian phòng bên trong những người khác cũng không phải mắc mù có thể nói rất nhiều người đều rất rõ ràng một ít sự tình tỉ như khi còn bé giúp ở quá triệu hồng sinh giới thiệu đối tượng mới cái nhà này bên trong coi như cũng có một chút bọn hắn một hai mươi năm lão tiểu nhị đoán chừng cũng ít có chuyện gì cũng không biết cho nên rất nhanh liền có người mở miệng cười chào hỏi. Một đám các trưởng bối nửa chặn nửa che, nếu không phải tâm tế người, chỉ sợ cũng thật sẽ nghĩ lầm Giang Hồng Mai cũng là bởi vì nhà bên trong tu không có làm tốt, mới cố ý đến hỏi một chút mà thôi. Bất quá triệu hiên thần kinh rõ ràng không có lớn như vậy đâu, chỉ là yên lặng nhìn một chút Giang Hồng Mai, lại nhìn một chút phụ thân, tâm tình phức tạp quả thực khó mà hình dung hắn giờ khắc này cũng thật không biết phải hình dung như thế nào cảm thấy cảm giác, đồng thời cũng căn bản không biết nên nói cái gì. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vút 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay Shopee Pay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoang Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80. Đi một bước nhìn một bước. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. PS cầu Donat cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. Cha, mai gì xem ra người không tệ a. À? Hơn một giờ về sau, Bạch Lộc huyện đầu đường, từ trong huyện thành một nhà đẳng cấp rất không tệ tiệm cơm đi ra triệu bình an bọn người chạy trở về trang trí triệu hồng sinh bởi vì sớm nói qua cho nên buổi chiều đến không cần kế tiếp theo đi bắt đầu làm việc đứng tại đầu đường rút ra hai điếu thuốc đưa cho phụ thân một chi hỗ trợ sau khi đốt triệu hiên mới đột nhiên mở miệng cười chủ đề rất đột ngột chuyển dời đến giang hồng mai trên thân giang hồng mai đã đi đang sửa chữa mặt tiền cửa hàng bên trong qua một vòng một đám người đi ăn cơm lúc liền đi về sau một đám người tự hồ cũng hữu ý vô ý đang tránh né cái đề tài kia, Triệu Hiên cũng một mực không có sách, bởi vì nhiều người, cha con bọn họ ở giữa việc tư cũng không cần ở trước mặt người ngoài sách quá nhiều, đây là thấy trước mắt chỉ còn hai cha con bọn họ, Triệu Hiên mới đột nhiên lôi ra chủ đề. Hả? Làm sao? Một câu, vừa hít một hơi thuốc lá Triệu Hồng sinh trực tiếp thân hình dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Hiên, trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối chẳng lẽ hắn cùng gian hồng mai ở giữa sự tình tiểu triệu nhìn ra rồi không ta chính là cảm giác được các ngươi trang trí không có đem người ta nhà bên trong thu thập thỏa đáng bên kia không mắng chữ người coi như tốt còn hòa hòa khí khí cho các ngươi đưa nước quả đồ uống rất khó khăn phải thấy phụ thân khẩn trương bên trong thấp thỏm một tia thấp thỏm lại lại tựa hồ đang cực lực áp chế loại này khẩn trương cùng thấp thỏm sợ bị mình phát hiện kỳ quặc đồng dạng triệu hiên cảm thấy chua chua thật cảm thấy mình thiếu phụ thân nhiều lắm. Trên thực tế giờ khắc này hắn thật nghĩ làm rõ nói, hắn không ngại phụ thân lại truy cầu hạnh phúc của mình. Nếu như hắn cùng Giang Hồng Mai ở giữa có tình cảm, đi cùng một chỗ cũng không có gì, hắn sẽ đại lực ủng hộ. Nhưng lời đến khóe miệng Triệu Hiên lại chỉ là há hốc mồm, lại đột ngột biến thành một loại khác lý do thoái thác. Bởi vì hắn phát phát hiện mình mặc dù tại lý trí bên trên cân nhắc rất rõ ràng, không ngại thêm một cái mẹ kế, cũng không đành lòng đang nhìn phụ thân một mực cô đơn xuống dưới, dù sao Triệu Hồng Sinh vì hắn đã bỏ đi nhân sinh bên trong quý giá nhất gần 20 năm thời gian, mà bây giờ hắn cũng mới chỉ là 41 tuổi, cả đời này còn rất dài, thật chẳng lẽ cũng bởi vì Triệu Hiên mà một mực cô đơn đi xuống. Đây là lý trí cân nhắc, nhưng lời đến khóe miệng Triệu Hiên lại vẫn cảm thấy có chút khó chịu, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút không cách nào lập tức liền tiếp nhận đây hết thảy có thể nói triệu hiên tiểu học lúc là còn không cách nào quên mẫu thân trung học cơ sở lúc hẳn là có loại phản nghịch tâm lý không hy vọng nhà bên trong đột nhiên nhiều cái mẹ kế đến bây giờ lại là bởi vì quen thuộc nhà bên trong chỉ có hai cha con sinh hoạt lập tức còn không cách nào triệt để xoay chuyển loại kia tâm lý quen thuộc mặc dù hắn biết đây không phải thói quen tốt là cận đổi à nàng đích xác là người tốt nghe tới triệu hiên nói là cái này triệu hồng sinh mới sững sờ sau đó hàm hàm cười cười nhưng nụ cười này bên trong lại cũng có được một chút bất đắc dĩ vậy ngươi liền đừng để hắn chờ quá lâu ngươi đã buổi chiều không đi làm liền đi giúp nàng thu thập xong đi phương diện này ta cũng sẽ không ta ngay tại huyện thành bên trong đi dạo chờ ngươi giúp nàng thu thập xong phòng ở mới phòng vệ sinh chúng ta lại cùng nhau về nhà triệu hiên mở miệng lần nữa mảnh hít một hơi khói cảm thấy lại là thở dài đã biết mình là sai cũng không cần lại sai xuống dưới Môn tự vấn lòng trước kia là không thế nào cân nhắc qua vấn đề này, hiện tại vừa nghĩ tới hắn mới hổ thẹn lợi hại, thật chẳng lẽ muốn để phụ thân bởi vì hắn từ chừng 20 liền bắt đầu độc thân, độc thân đến thế hệ trước bối tử. Hắn hiện tại đề nghị phụ thân đi giang hồng mai bên kia một chuyến, dĩ nhiên không phải tin tưởng thật có cái gì đuôi nát công trình tại, chẳng qua là cảm thấy giữa trưa phát sinh như thế sự tình, bên kia hẳn là tới xem một chút người, đưa chút ăn uống, Kết quả bởi vì sự xuất hiện của hắn lại biên xảy ra điều gì lấy cớ. Đoán chừng lúc này phụ thân hắn cũng là hy vọng có cơ hội đi giải thích một chút. A, à. câu nói này lại làm cho triệu hồng sinh lần nữa sững sờ, sững sờ nhìn về phía triệu hiên, triệu hiên lại cười gật gật đầu, phản phất cái gì cũng không biết, phản phất chẳng qua là cảm thấy giang hồng mai là người tốt, bọn hắn liền không nên tại kia bên trong lưu lại đuôi nát công trình một mực mặt kệ không hỏi. Không có việc gì, kia không vội chờ ngươi đi ta lại đi giúp nàng thu thập cũng không muộn ngươi khó về được một chuyến sửng sốt một chút triệu hồng sinh mới cười khoát tay bất quá triệu hiên lại cười nói ngươi liền đừng đẩy ngươi là không vội người ta gấp a phòng vệ sinh không thu thập tốt làm sao ở người chúng ta cũng không thể quá thẹn đối với người ta mà lại ta buổi chiều cũng có chút sự tình một người bạn khả năng tới tìm ta cầm ít đồ hiện tại cũng muốn cùng chờ hắn như thế sự thật lâm thành là muốn đi qua mà hắn nói là cũng không cần Triệu Hiên chạy tới chạy lui, chỉ cần đem khứ ý đang cho Lâm Thiếu bắt về đi là được rồi. Triệu Hồng sinh mảnh hít một hơi thuốc lá, kinh ngạc nhìn Triệu Hiên, hắn làm sao luôn cảm thấy nhi tử lời này có chút đừng có huyền cơ hương vị a, à, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì rồi. Không thể quá thẹn đối với người ta. Lời này đối với lưu lại một cái phòng vệ sinh dạng đuôi nát công trình là chính xác, nhưng đối với một phương diện khác đến nói tự hồ cũng rất hợp với tình hình. Triệu Hồng Sinh đích thật là cảm thấy rất xin lỗi bên kia, muốn nói luận điều kiện hắn cùng bên kia chênh lệch mới là lớn, Giang Hồng Mai là người trong thành, tuy nói cũng là ở quá nhiều năm, niên kỷ sau so Triệu Hồng Sinh còn lớn hơn một tuổi, bất quá luận bề ngoài coi như thật đem Triệu Hồng Sinh lôi ra không bên trong, niên kỷ dù lớn, nhưng Giang Hồng Mai đẹp vẫn như củ phong vận động lòng người, cực kỳ thành thục mỹ phụ dụ hoặc, còn có phòng ốc của mình việc buôn bán của mình, xe của mình dù là sinh ý cũng không lớn, chỉ là một nhà tiệm bán quần áo, xe cũng là phổ thông xe, 6-7 vạn nhất chiếc loại kia. Nhưng không thể nghi ngờ chính là cùng triệu hồng sinh loại này tiêu chuẩn trồng trọc người so ra, trên lệch thật đúng là không phải một điểm nửa điểm, hắn cũng không biết Giang Hồng Mai là coi trọng hắn điểm kia, hắn đều cảm thấy mình không xứng với bên kia, tuy nói bên kia cũng đã nói là coi trọng người khác trung thực chất phát, còn cố gia, nhưng bây giờ lại là triệu hồng sinh đang tận lực che lấp, giống như quan hệ của hai người cỡ nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng như cái này nghĩ không để hắn ấy nấy cũng khó khăn bất quá triệu hồng sinh do dự lại rất nhanh tại triệu hiên một mà tiếp kiên trì dưới rốt cục trở nên dao động bắt đầu cùng tiểu triệu lại thuyết phục vài câu sau triệu hồng sinh mới một mặt đung đưa không ngừng ta bây giờ đi qua phù hợp a à. đi thôi ngươi không phải là muốn để ta và ngươi cùng đi hỗ trợ a à. triệu hiên gật gật đầu càng là cổ quái mở miệng thắng liền không tin Giang Hồng Mai nhà mới bên trong thật có đuôi nát công trình tại. Cũng quả nhiên, theo lời này Triệu Hồng Sinh mới lập tức khoát tay, khỏi phải, chính ta đi là được, chính là một chút chuyện nhỏ, nếu không ngươi đi trước quán nét a à cái gì địa phương chờ ta một chút, ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Ân. Triệu Hiên lần nữa cười gật gật đầu. Cùng đưa mắt nhìn phụ thân mấy bước vừa quay đầu lại chậm rãi rời đi lúc, tiểu Triệu mới lại lấy ra một cây mới thuốc lá nối liền, Tâm tình cổ quái rối tinh rối mù, lần này cần là không trở lại, hắn còn thật không biết phụ thân cái này bên trong sẽ phát sinh loại sự tình này đi. Mà đối với dạng này sự tình, hắn xử lý lại là đúng hay sai. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước đi, lần này trở về là muốn cho hắn qua điểm ngày tốt lành, cái khác liền làm như không nhìn thấy đi. Suy tư một lát, Triệu Hiên mới uể oải dậm chân, dọc theo đường đi một bên tiến lên nhìn qua đến liền giống như là tại buổi chiều lười biến tản bộ, bất quá trên thực tế Triệu Hiên lại là tại tỉnh tâm thu nạp trong ánh nắng tinh thần nguyên lực. Nói đến tấn thăng người vị nhị trọng thiên cũng có vài ngày, bất quá mấy ngày nay bởi vì phải được thường luyện đan, cho nên hắn cơ hồ đều không có thời gian tu luyện, hôm nay rốt cuộc khỏi phải lại luyện đan, hắn cũng có thể hảo hảo tu luyện hạ. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vút 5, bấm like, theo dõi, bình luận quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho Converter. Đối với Momo, Viettela, Yalopay hay ShopeePay. 0777998892 MB Bank. 0942478892 Phan Vu Hoang Anh đa tả các đạo hữu đã đọc truyện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.